Long uy chiến thần, Uy Long, Huy Vũ. Chương 151 bác sĩ quân y. Trường nào em khỏe hơn và có thể trở lại trường học, em chắc chắn sẽ học hành thật chăm chỉ và trong tương lai, giống như các bác sĩ quân y, em sẽ cố gắng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong xã hội." Kiều Vi nói. "Được rồi, em chắc chắn có thể quay trở lại trường học, hãy yên tâm." Lệ Uy Long rất tự tin vào các kỹ năng y tế của bác sĩ quân y mình đưa đến tên xúc sinh lương tuấn thịnh đã khiến con gái tôi phải khổ sở nhưng cậu ta chẳng hề bị trừng phạt gì cả thậm chí bây giờ cậu ta vẫn còn đang ăn chơi ở chỗ nào đó công bằng ở đâu chứ vũ giáng tuyết nói kẻ ác chắc chắn sẽ bị trừng trị bác không cần phải quá lo lắng không sớm thì muộn hắn ta sẽ phải nhận hình phạt mà hắn đáng phải chịu lê uy long nói một cô gái đang trong độ xuân xanh lại bị một tên xúc sinh như lương tuấn thịnh tra tấn dã man đến mức buộc phải nhảy ra khỏi tòa nhà tất nhiên Lê Uy Long sẽ không để hắn ta yên. Sau đó, mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ trong phòng. Thấy mình đã ngồi ở đó khá lâu, Lê Uy Long tìm một cái cớ để rời đi, và lén bước đến phòng thu phí của bệnh viện để trả trước viện phí cho Kiều Vi và Lê Hùng Thanh cũng như các chi phí khác trong bệnh viện. Anh biết rằng cuộc sống của gia đình Kiều Vi rất khó khăn, nên đã đến máy rút tiền bên ngoài bệnh viện để rút thêm 100 triệu đồng. Trở lại phòng Kiều Vi, Lê Uy Long đưa cho Vũ Giáng Tuyết 50 triệu. Vũ Giáng Tuyết dĩ nhiên không dám nhận nó, nhưng Lê Uy Long vẫn cứ khăng khăng giao tiền ra, vì vậy bà đành phải nhận số tiền này. Dẫu sao, họ cũng đang thực sự cần tiền. 50 triệu đồng của Lê Uy Long chắc chắn là một sự giúp đỡ to lớn đối với gia đình Kiều Vi. Cả Vũ Giáng Tuyết và Kiều Vi đều cảm thấy biết ơn Lê Uy Long vô cùng. Ban đầu anh muốn cho Vũ Giáng Tuyết thêm một số tiền nhưng anh sợ cho quá nhiều thì họ sẽ không dám nhận, vì vậy anh chỉ đưa trước 50 triệu đồng. Nếu trong tương lai họ cần thêm tiền, anh sẽ không ngại giúp đỡ họ. Audio điện tử võ tấn bền Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Kiều Vi, Lê Uy Long cũng đã đến phòng cha cô giáo và đưa cho Lê Hồng Ngọc thêm 50 triệu. Lê Hồng Ngọc dĩ nhiên cũng cần tiền, đồng thời, cô không biết liệu 200 triệu đồng đã bị cướp có thể lấy lại được hay không. Vì vậy cô phải nhận lấy 50 triệu này trước. Sau đó, Lê Uy Long và Lê Hồng Ngọc trở lại phòng của cha cô ấy, Lê Hùng Thanh và trò chuyện với ông. Vào lúc 3 giờ chiều, Vĩnh Thiên nhận được một cuộc gọi khác từ Thiên Thành. Anh lặng lẽ đi ra hành lang bên ngoài phòng bệnh trước khi trả lời. "Anh Thiên, bác sĩ quân y và 20 đặc vụ đã đến thành phố Đà Lạt rồi." Thiên Thành nói. "Tốt, mà là bác sĩ quân y nào được gửi đến đây vậy?" Lê Uy Long hỏi đó là bác sĩ giỏi nhất của chúng ta lưu bảo thông thiên thành nói tốt lắm nếu là lưu bảo thông thì tôi có thể yên tâm hơn nhiều rồi lê uy long phấn khích nói lưu bảo thông là bác sĩ quân y nổi tiếng nhất trong quân đội và tài năng của ông có thể nói là sáng ngang với y học tiến bộ trên thế giới chỉ cần có ông ấy ở đây chấn thương của kiều vi sẽ không còn là vấn đề lớn nữa anh thiên chúng ta nên làm gì tiếp theo thiên thành bất chợt hỏi cậu hãy đưa bác sĩ lưu đến bệnh viện ngay lập tức và các thành viên của đội đặc nhiệm thì giữ ở lại khách sạn trước chúng ta sẽ có nhiệm vụ cho họ vào ban đêm lê uy long nói vâng tôi hiểu rồi thiên thành nói tôi sẽ đợi cậu trong bệnh viện hãy mau đến cùng với bác sĩ lưu lê uy long nói gấp rút vâng mà anh thiên này còn một điều nữa tôi muốn báo cáo thiên thành nói có chuyện gì vậy mau nói đi lê uy long hỏi trong số 20 đặc vụ của chúng ta, một nữ đặc vụ cũng đã được gửi đến. Thiên Thành nói, cậu cho điều động cả phụ nữ làm gì? Lê Uy Long cau mày hỏi, anh hiếm khi dùng tới các nữ đặc vụ, bởi vì họ thường có chút kiêu ngạo, hay đố kỵ soi xét nhau, lại hay lo lắng thái quá dễ dẫn đến làm hỏng việc lớn. Và lại, anh và Thiên Thành đều là đàn ông, việc quản lý họ rất khó khăn. chương 152 nữ đặc vụ đáng sợ. Tôi cũng không biết là sĩ quan Lưu lại sắp xếp cả một nữ đặc vụ đến như vậy." Thiên Thành nói. "Thế nữ đặc vụ đó là ai?" Lê Uy Long hỏi. "Đó là Hà Ngọc Lan." Thiên Thành nói. Chấm, Lê Uy Long đột nhiên toát mồ hôi, bởi vì chính anh cũng thực sự sợ Hà Ngọc Lan này. Hà Ngọc Lan nhập ngũ chỉ sau Lê Uy Long 3 năm, sức mạnh của cô là khỏi phải bàn, và tất nhiên sự xuất hiện của cô ở đây cũng miễn bàn luôn. Năng lực của cô ấy không hề thua kém Thiên Thành. Trong một cuộc thi thường niên của đơn vị, một mình Hà Ngọc Lan đã đánh bại tất cả những người lính đặc nhiệm khác và không ai trong số họ là đối thủ của cô. Sức mạnh của Hà Ngọc Lan ban đầu cũng có thể coi là một điều tốt cho Lê Uy Long. Nhưng vấn đề là cô ta quá kiêu ngạo. Vì rất tự tin với năng lực vượt trội của mình, cô đã nhiều lần thách đấu với Lê Uy Long khiến anh cũng thấy ngán ngầm. Nhưng bản thân là Tổng tư lệnh quân đội quốc gia, làm sao Lê Uy Long có thể đấu tay đôi với một nữ đặc vụ được? sẽ cực kỳ nhục nhã nếu anh thua. Sau đó, Thiên Thành đã thách đấu lại nhưng hầu như không thể làm Hà Ngọc Lan sứt mẻ gì. Hiện giờ, một vài năm đã trôi qua, sức mạnh của Hà Ngọc Lan hẳn đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù cô ấy rất tuyệt vời, là một người can đảm nhưng lại vô lương tâm và cô luôn bất tuân chống đối kỷ luật trong đơn vị. Do đó, cô mãi chỉ là một nữ đội trưởng lực lượng đặc nhiệm mà không thể được thăng tiến lên quân hàm cao hơn ngay cả lê uy long cũng cảm thấy có một chút e rè với người phụ nữ này bởi vì cô ấy một khi đã hành sự sẽ không phạm phải bất kỳ sai lầm nghiêm trọng nào nhưng lại rất khó bảo không nghe lời anh không thể sử dụng luật quân đội để đối phó với cô ấy tại sao cô ấy lại đến đây cơ chứ lê uy long đăm chiêu suy nghĩ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi anh thiên anh hỏi em thì em biết hỏi ai đây hay là anh hỏi sĩ quan lưu ấy chính anh ta đã chọn cô ấy mà Thiên Thành cũng rất ngơ ngác không hiểu mọi chuyện tại sao lại diễn ra như vậy. Ngay cả Lệ Uy Long cũng không muốn động chạm gì đến Hà Ngọc Lan này, vậy thì tại sao người chịu trận lại luôn luôn là anh? Nghĩ đến trận đấu với Hà Ngọc Lan trước đây, Thiên Thành vẫn còn nổi da gà, anh gần như đã thua cô lúc đó. Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn hỏi nữa, có khi đây chính là yêu cầu của đó cô ấy. Bây giờ cô ấy cũng đã đến rồi, tôi không thể bắt người ta quay về ngay được hãy cứ để họ thống nhất thành một đội và dặn họ không được gọi tôi là soái tướng chỉ cần gọi tên riêng là được lê uy long nói vâng vậy bây giờ tôi sẽ đưa bác sĩ lưu qua ngay thiên thành nói ừ nhanh lên nhé lê uy long nói chấm mười phút sau phen gang đã đưa lưu bảo thông đến bệnh viện thành phố sau đó lê uy long Thiên Thành cùng Lưu Bảo Thông đến phòng trưởng khoa để giải thích ý định của họ và yêu cầu viên trưởng khoa đồng ý cho phép họ chữa trị cho Kiều Vi và Lê Hùng Thanh. Lưu Bảo Thông cũng đã trình thẻ ID bác sĩ quân y của mình để làm tin. Khi một bác sĩ quân y nổi tiếng đến tận đây chữa trị riêng cho bệnh nhân, giám đốc bệnh viện và trưởng khoa dĩ nhiên sẽ không từ chối và họ nói rằng sẽ đồng ý để bệnh viện hợp tác với Lưu Bảo Thông. Sau đó, bác sĩ Lưu nhanh chóng vào kiểm tra tình trạng của Kiều Vi sau khi lưu bảo thông hoàn tất kiểm tra lâm sàng lệ huy long hỏi bác sĩ lưu bệnh của cô gái này ông thấy có chữa được không tất nhiên là được nếu tôi không thể chữa được một chấn thương đơn giản như thế này thì tôi làm sao xứng với cái danh bác sĩ giỏi nhất quân đội nữa anh thiên đừng lo lắng quá cứ giao mọi việc ở đây cho tôi trong vòng nửa tháng tôi sẽ giúp cô gái này có thể đi lại như bình thường bác sĩ lưu nói với khuôn mặt hết sức tự tin vậy thì tốt lê uy long cũng hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của vị bác sĩ này sao cơ bác sĩ nói cháu có thể đi lại bình thường trong vòng nửa tháng nữa ư kiều vi kinh ngạc thốt lên cô không thể tin vào tai mình phải cháu yên tâm đi lưu bảo thông mỉm cười nói nhưng các bác sĩ trong bệnh viện này đều nói rằng con gái tôi có thể bị liệt cả đời làm sao ông có thể chữa trị cho con bé chỉ trong vòng nửa tháng vũ giáng tuyết cũng bán tín bán nghi với những điều lưu bảo thông nói bà cho rằng ông ta đã quá cường điệu khả năng của mình bởi vì tôi là bác sĩ giỏi nhất trong quân đội quốc gia lưu bảo thông bình thản nói cô à cô đừng lo lắng tay nghề của bác sĩ lưu có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới ông ấy đã cứu được không ít người tưởng chừng như nắm chắc cái chết và bị bệnh viện bó tay đấy chấn thương của tiểu san đưa vào tay ông ấy thì không còn là vấn đề lớn nữa rồi Lê Uy Long nói: Nếu vậy thì quá tốt rồi. Nếu bệnh của con gái tôi có thể được chữa khỏi, tất cả các vị đều là ân nhân của chúng tôi. Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa để báo đáp. Vũ Giáng Tuyết cảm động nói với vẻ biết ơn. Dù sao, các bác sĩ trong bệnh viện đều đã bó tay, cô chỉ có thể trông cậy vào vị bác sĩ lưu bí ẩn này. Cho dù Lưu Bảo Thông có thể chữa khỏi cho Kiều Vi hay không? Vũ giáng tuyết cũng vô cùng biết ơn lê uy long vì đã tìm đủ mọi cách chạy chữa giúp con gái mình mà không hề tính toán lợi ích ngay sau đó lê uy long đưa lưu bảo thông đi kiểm tra tình hình bố của cô giáo cũ lê hùng thanh lê hùng thanh chỉ bị gãy xương ở hai chân điều trị dễ dàng hơn so với kiều vi lưu bảo thông đã chắc chắn rằng có thể chữa trị cho kiều vi nên chấn thương xương của lê hùng thanh hẳn cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng Lê Uy Long chợt nhớ rằng Lê Hồng Ngọc cũng đã bị nhóm côn đồ của Bai Đầu chọc đánh bất tỉnh trước đó, cô ấy bị đá đến nôn ra cả máu, vì vậy anh đã yêu cầu Lưu Bảo Thông kiểm tra cả sức khỏe của cô. Sau khi kiểm tra Lê Hồng Ngọc, bác sĩ Lưu nói, cô gái này có một vài chấn thương nhỏ bên trong cơ thể. Tôi sẽ cho cô ấy một đơn thuốc và cô ấy sẽ ổn thôi. Nói xong, Lưu Bảo Thông lập tức lấy ra một hộp thuốc màu đen từ hộp y tế của mình lấy một viên trong đó ra và yêu cầu lê hồng ngọc uống nó. lê hồng ngọc biết rằng lưu bảo thông là một bác sĩ quân y giỏi nên dĩ nhiên là cô tin tưởng thuốc của ông. vì vậy cô đã uống viên thuốc đó ngay. tiếp theo, lưu bảo thông lần lượt chăm sóc riêng cho kiều vi và lê hùng thanh. lê uy long không còn việc gì cần phải làm trong lúc này nên anh đã ở lại cùng họ trong bệnh viện. đúng lúc này. Một nữ quân nhân cao lớn trong bộ quân phục bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa phòng bệnh. Lệ Uy Long vừa trông thấy nữ quân nhân này, mồ hôi lạnh đã toát ra như tắm. Bởi vì nữ quân nhân này chính là Hà Ngọc Lan mà anh không muốn chạm mặt nhất. "Hà Ngọc Lan, cô đang làm gì ở đây vậy?" Lệ Uy Long hỏi. "Anh Thiên, tôi cứ phải ở trong khách sạn mãi, chán chết đi được, nên muốn ra ngoài hít thở một chút." Hà Ngọc Lan nói, Thiên Thành đã dặn dò cô trước khi đến đây rằng không được phép gọi Lê Uy Long là soái tướng, cô vẫn nhớ chuyện này. Đầu của Lê Uy Long đột nhiên nóng dần lên. Lê Hồng Ngọc bỗng trông thấy một nữ quân nhân xinh đẹp đang đến gần Lê Uy Long, cô đã rất ngạc nhiên. Đi với tôi mau, Lê Uy Long liếc nhìn đám đông trong phòng bệnh, sẽ thật bất tiện nếu khiển trách Hà Ngọc Lan ở đây. Vì vậy anh vội vã bước ra khỏi phòng bệnh. Hà Ngọc Lan cũng đi theo sau anh. Hà Ngọc Lan xinh đẹp trong bộ quân phục chỉnh tề đang đi theo Lê Uy Long qua hành lang, chuyện này đã vô tình thu hút vô số ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Cô ấy trông đặc biệt cao giáo với đôi chân dài thon thả, dáng người rất cân đối và gương mặt cũng khả ái, dĩ nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của người lạ. Chưa có ai từng thấy một nữ quân nhân xinh đẹp như vậy bao giờ, thần thái của cô dường như đã giết chết tất cả các nữ minh tinh chỉ trong vài giây. Lệ Uy Long cảm thấy cực kỳ xấu hổ, khuôn mặt cao có vô cùng. Sau khi rời bệnh viện và đến một góc vắng vẻ, anh dừng lại và hét lên, đứng nghiêm. Hà Ngọc Lan vội vàng dừng bước, hai chân khép lại, đầu ngẩng cao, và đứng thẳng trong tư thế nghiêm quân đội. Hà Ngọc Lan, Lệ Uy Long hét lên với một chút khó chịu. Có, hà ngọc lan trả lời là ai kêu cô đến thành phố đà lạt lê uy long hỏi tôi tự mình đến hà ngọc lan cũng trả lời dứt khoát thế cô đến đà lạt này để làm gì lê uy long hỏi tiếp tôi đến đây để bảo vệ soái tướng hà ngọc lan trả lời tôi không cần cô bảo vệ mau trở về chiến khu phía tây đi lê uy long lạnh lùng nói Tôi không về, nữ quân nhân đáp gay gắt không kém. Sao đây, cô định chống lại mệnh lệnh có phải không? Vĩnh Thiên Cao mày nói. Tôi không dám, Ngọc Vinh nói. Vậy tại sao cô không chịu trở về khu căn cứ phía Tây? Anh hỏi tiếp, bắt đầu mất kiên nhẫn với cô ta. Bởi vì phía Tây không còn chiến tranh, nên nó cũng không còn vui nữa. Hà Ngọc Lan thản nhiên trả lời chương 153 người phiền phức. Ở thành phố này thì có vui đâu, Lê Uy Long nhắc lại một lần nữa. Tất nhiên là ở đây vui hơn, vì tôi có thể thấy anh mỗi ngày. Ngọc Vinh mỉm cười tinh nghịch. Nghiêm túc đi, Lê Uy Long nhăn nhó nói với vẻ khó chịu. Anh Thiên, sao anh phải nghiêm túc thế? Bây giờ đâu phải là đang tham chiến hay huấn luyện? Hà Ngọc Lan nói. Gọi soái tướng cho tôi. Lê Uy Long cảm thấy thực sự bất lực trước cô gái nhí nhú này. Ấy, gọi như vậy sẽ để lộ danh tính của anh mất tôi nghĩ tốt hơn vẫn nên gọi là anh thiên nhỉ như vậy thì mới không tiết lộ danh tính của anh hà ngọc lan nói được rồi muốn sao cũng được bây giờ cô đi đi nếu muốn chạy ra ngoài ít nhất cô phải thay thường phục đi chứ mặc quân phục như vậy đi ngang nhiên giữa bao nhiêu người cô không sợ những người khác sẽ biết cô là một lính đặc nhiệm à lê uy long nói tôi quên thay quần áo hôm nay nhưng tôi sẽ chú ý vào lần tới hà ngọc lan nói lê uy long quá mệt mỏi với việc phải tiếp tục nói chuyện với ngọc vinh vì vậy anh đã gọi thiên thành để cứu nguy nghe lệnh thiên thành lập tức đến ngay anh thiên có chuyện gì vậy thiên thành hỏi hà ngọc lan này quá ham chơi khó bảo cậu hãy đưa cô ấy đi thực hiện một nhiệm vụ ngay bây giờ lê uy long nói nhiệm vụ gì vậy hà ngọc lan ngạc nhiên hỏi trước Bài đầu chọc đã cho người đánh cô giáo cố của tôi bất tỉnh và cướp trắng 200 triệu mà tôi đã đưa cho cô ấy. Hai người hãy lập tức đi giết hắn ta và đồng bọn của hắn, sau đó gửi trả tôi 200 triệu kia để đưa nó cho giáo viên của tôi." Lê Uy Long nói. "Ai là cô giáo cố của anh và ai là bài đầu chọc vậy?" Hà Ngọc Lan ngơ ngác hỏi. "Cô im lặng, nhớ vị trí của mình đi, tôi không nói chuyện với cô." Lê Uy Long gắt gỏng nói. Ngọc Vinh đang định mở miệng nói thấy Lê Uy Long kêu mình im lặng, cô lập tức ngừng nói. Bài đầu chọc chỉ là một gã hói côn đồ, dám đánh cô giáo của tôi ngay trên đường gần nhà cô ấy ngày hôm nay. Hãy kiểm tra và theo dõi thật kỹ, đừng để giết nhầm người đấy. Lê Uy Long nói. Vâng, Thiên Thành trả lời, anh đã biết giáo viên cũ của Lê Uy Long là Lê Hồng Ngọc, chỉ cần anh phát hiện ra kẻ đã đánh Lê Hồng Ngọc, đám người đó chắc chắn sẽ là nhóm của bài đầu chọc, anh nhất định sẽ không lầm. Sau khi giết băng nhóm bài đầu chọc, cậu hãy gửi lại 200 triệu đến bệnh viện và trao lại nó cho cô giáo Lê Hồng Ngọc." Lê Uy Long nói. "Nhưng, nếu bài đầu chọc đã tiêu hết 200 triệu đó thì chúng ta phải làm sao?" Hà Ngọc Lan không thể không tò mò mà can thiệp lần nữa. "Cô nhiều chuyện quá đấy. Nếu hắn ta đã tiêu tiền, thì hai người trích thêm 200 triệu bên ngoài ra, tôi sẽ hoàn trả sau." Tóm lại, phải làm cho cô Dung cảm thấy rằng 200 triệu bị mất đã được lấy lại hai người có hiểu không lê uy long giận dữ nói vâng hà ngọc lan trả lời gọn lỏn tôi đã hiểu thiên thành cũng nói hiểu rồi thì tốt khi nào gửi tiền đến cho cô giáo lê hai người phải tự nghĩ ra một lý do nào đó không thể cho cô ấy biết rằng hai người đã giết băng cui đầu chọc để không làm cô ấy sợ vâng ngọc vinh và thiên thành đồng thanh trước khi giết bai đầu chọc phải buộc hắn ta khai ra người đã đứng sau yêu cầu hắn đánh trọng thương cha cô lê lê uy long cẩn thận nhắc nhở một lần nữa vâng hai cấp dưới đồng thanh trả lời sau đó hãy ra tay hành quyết một cách nhanh chóng tôi ở lại bệnh viện đợi hai người đem tiền đến lê uy long nói hà ngọc lan này quá phiền phức anh thực sự không muốn nhìn thấy cô lâu thêm nữa vì vậy anh mới phải để cô và thiên thành nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ này rõ nói xong hà ngọc lan và thiên thành lập tức rời đi lê uy long cũng nhanh chóng trở lại bệnh viện Lê Uy Long, nữ quân nhân vừa nãy đẹp quá, cô ấy là ai thế?" Lê Hồng Ngọc hỏi khi thấy Lê Uy Long trở về một mình. "Đó là một trong những đồng đội trước đây của em trong quân ngũ." Lê Uy Long nói chống chế. "Sao em có nhiều đồng chí vậy?" Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên nói. "Em đã là một người lính trong 5 năm nên tất nhiên sẽ có nhiều đồng đội hơn những người khác." Lê Uy Long nói. "Chương 154: Bài đầu chọc đền tội." trung đội tinh nhuệ của Thiên Thành ngay lập tức hộ tống nhóm bay đầu chọc vào xe. Sự cố đột ngột này khiến chủ quán ăn và những khách hàng đang đứng bên cạnh sợ hãi. Tất cả bọn họ đều biết băng đảng bay đầu chọc mạnh đến mức nào vậy mà thậm chí lúc này chúng còn không có cả cơ hội chống cự lại đã bị tóm gọn cả lũ. Thiên Thành, trả tiền cho bữa ăn của chúng. Chúng ta không thể để ông chủ cửa hàng ăn này mất tiền oan được. Hà Ngọc Lan nói với Thiên Thành. Cô ta nghĩ thế này, Lát nữa bọn họ sẽ bắt lũ bài đầu chọc trả lại số tiền 200 triệu chúng đã cướp của cô giáo Lê Hồng Ngọc. Nếu chúng không trả lại được số tiền đó, thì theo lời Vĩnh Thiên đã nói, cô ta sẽ phải chi ra 200 triệu cho cô giáo của Lê Uy Long. Vậy nếu bây giờ lại phải tốn thêm tiền thì hợp lý nhất phải là Thiên Thành chi trả. Thiên Thành không nói nên lời, một chiến binh ba sao oai dũng như anh lại bị cô gái này sai khiến tự nhiên từ khi nào vậy? thật không có gì lạ khi soái tướng lại không ưa cô ta đến như thế thôi được rồi tạm thời cứ để cô ta oai phong một lúc đã sẽ đến lúc anh phải cho cô ta một bài học dĩ nhiên là thiên thành không vui nhưng lúc này tại đây không cho phép anh được thể hiện cảm xúc cá nhân vì vậy anh đành nói ông chủ đồ ăn của chúng hết bao nhiêu thiên thành hỏi ông chủ quán ăn không thể tưởng tượng được trên đời lại có loại chuyện thế này một nhóm người ở đâu tự dưng kéo đến bắt hết lũ bài đầu chọc lộng hành ngang ngược, nhưng lại cử người trả tiền cho bữa ăn của cái lũ vừa bị bắt đi ấy. Sau phút ngỡ ngàng, ông ta vội vã xua tay. Không, các anh, không phải trả tiền gì nữa. Cứ tự nhiên, mà đi, tự nhiên mà đi. Ông chủ quán ăn lắp bắp nói không thành tiếng. Nhóm người lạ hoác lạ hơ này từ đâu xông tới đây, thậm chí còn dám bắt hết lũ bài đầu chọc, chứng tỏ bọn họ còn đáng sợ và tàn nhẫn hơn cả đám họ cui kia gan đâu mà ông ta còn dám thu tiền họ nữa. Đừng sợ, không có lý do gì để không tính tiền cho việc kinh doanh. Hãy nhanh chóng tính toán xem hết bao nhiêu tiền, Thiên Thành ôn tồn nói. Tôi thực sự không cần lấy tiền, lâu nay bọn họ vẫn đến đây ăn tối mà cũng chưa bao giờ trả tiền cho tôi cả. Chủ quán cố gắng làm Thiên Thành tin rằng ông ta không nói dối. Mà quả thực, ông ta đang nói sự thật, bài đầu chọc và nhóm của hắn thường xuyên đến đây ăn mà không trả tiền, chuyện ăn quỵt của chúng là chuyện quá bình thường ở khu vực này bọn chúng như thế nhưng chúng tôi thì lại khác thiên thành có chút khó chịu nói ông ta lại ngẩn người một lúc sau mới có vẻ hiểu ra thấy thiên thành có vẻ tức giận ông ta không dám từ chối nữa đành rút máy tính ra và bắt đầu bấm được rồi được rồi vậy để tôi tính toán xin vui lòng chờ trong giây lát lại thêm một việc lạ lùng nữa ông chủ quán ăn càng chưa bao giờ nghĩ đến việc trên đời lại có kẻ ép buộc ông ta phải lấy tiền như thế. Thưa anh, tổng cộng hết 12 triệu 528 nghìn ạ. À. Ông ta vừa nói vừa run rẩy. Thiên Thành không nói gì, đếm 12 triệu 600 nghìn tiền mặt cho chủ quán ăn và rời đi. Ông ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhóm Thiên Thành kéo nhau rời đi hết. Rồi ông lại thở dài một hơi, thật là một nhóm người tốt. Sau khi trung đội tinh nhuệ của thiên thành hộ tống nhóm bay đầu chọc vào xe, họ nhanh chóng rời đi. Hà Ngọc Lan đợi cho đến khi thiên thành trả tiền xong mới ra ngoài để đưa anh ta lên xe bắt kịp đoàn xe trước mặt. Trước khi họ lên đường, họ đã chọn một nơi để xử tử nhóm của bay đầu chọc. Đó là một vùng đất hoang bên ngoài thành phố, trong khu vực ngoại ô. Những chiếc xe nối đuôi nhau đi một lúc lâu, tới khoảng đất trống đã chọn, trung đội tinh nhuệ hộ tống nhóm bài đầu chọc ra khỏi xe và bắt chúng quỳ trên mặt đất. Các anh là ai? Bài đầu chọc run rẩy hỏi. Chúng tao là người của Lê Uy Long. Hà Ngọc Lan ghé sát vào mặt của bài đầu chọc và gần từng tiếng. Lê Uy Long là ông con rể nổi tiếng Lê Uy Long ở thành phố Đà Lạt này sao? Bài đầu chọc hỏi. Chính xác. Hà Ngọc Lan cũng mới biết rằng Lê Uy Long đã trở thành con rể của Chu Gia hôm trước điều ấy cũng đã làm đóa hoa trong quân ngũ này buồn mất vài hôm. Chúng tôi không xúc phạm hay đụng chạm gì tới Lê Uy Long. Các anh định làm gì với chúng tôi? Bài đầu chọc hoang mang hỏi. Hắn ta cũng đã nghe nói nhiều về Lê Uy Long. Làm cái nghề ăn thịt người như nghề của hắn thì phải có cái tai, đôi mắt và cái mũi thật thính mới mong trụ lại nổi trong cái giới xã hội đen đầy dẫy những chuyện cá lớn nuốt cá bé này hắn ta đã nghe về đám cưới giật gân và đám tang hoành tráng của Lê Uy Long ở thành phố này nên bây giờ thì hắn tin nhóm người này là người của gã con rể nổi tiếng đó. Chúng mày không xúc phạm Lê Uy Long, nhưng chúng mày đã xúc phạm tới cô giáo của Lê Uy Long. Hà Ngọc Lan rõng rạc nói. Thiên Thành thấy Hà Ngọc Lan lại nhanh nhỏ tiếp quản vị trí lãnh đạo và lấy đi quyền nói của mình, anh cũng không buồn nói nữa. Thôi cứ xem như để cho cô ta xử lý những vấn đề tầm thường này vậy. Cô giáo của Lê Uy Long là ai? Bài đầu chọc hỏi. Đó là Lê Hồng Ngọc. Hà Ngọc Lan nói dành giọt từng tiếng. Nghe thấy bốn chữ phát ra từ khuôn miệng hoa đào của Hà Ngọc Lan, bài đầu chọc và đám thuộc hạ của hắn toát mồ hôi lạnh. Chúng còn chưa quên vụ đánh hội đồng Lê Hồng Ngọc sáng ngày hôm nay và vụ cướp trắng trợn 200 triệu đồng trong chiếc túi của cô giáo. Thật không ngờ, cô ta hóa ra là giáo viên của Lê Uy Long. Cô, Cô định làm gì với chúng tôi? Bài đầu chọc bắt đầu sợ hãi. Mày sẽ biết ngay thôi. 200 triệu mà mày đã cướp. Nhanh chóng giao ra đây. Hà Ngọc Lan hét lớn. Bài đầu chọc giờ là tù nhân. Làm sao hắn dám không trả? Hắn run rẩy đưa tay lấy túi sách của Lê Hồng Ngọc ra. Rồi nói chúng tôi đã tiêu hết một ít. Có lẽ còn hơn 100 triệu. Tôi xin trả lại hết. Chỉ xin cô hãy để chúng tôi đi, nói, ai đã thuê mày đánh trọng thương cha của Lê Hồng Ngọc? Hà Ngọc Lan hỏi tiếp. Tôi, tôi không dám nói điều đó. Bài đầu chọc cúi đầu, hắn không dám động tới người đứng sau hậu trường vụ việc nên dù sợ bọn Hà Ngọc Lan đến mất mật hắn cũng không dám nói. Giết đám thuộc hạ của hắn trước, cho hắn biết phương pháp của chúng ta. Hà Ngọc Lan không đủ kiên nhẫn để hỏi bài đầu chọc thêm, nên cô quyết định vung tay giết gà dọa khỉ. Toàn bộ trung đội tinh nhuệ lập tức rút súng ra. Bùm, bùm. Những tiếng súng vang lên, đám tay chân của bai đầu chọc chết ngay mà không kịp thốt một lời. Á, à, cô ta thật bá đạo. Chỉ một chút xíu do dự của hắn mà cô ta ngay lập tức giết sạch những gã đồng đảng đang quỳ dưới đất. Bai đầu chọc hét lên vì sợ hãi. Mày thấy thế nào? Mày đã thấy rõ chưa? Tao hỏi lại, kẻ nào đã thuê mày đánh trọng thương cha của Lê Hồng Ngọc? Hà Ngọc Lan gần lên dữ dội. Vâng, vâng, tôi nói, tôi nói, là Lương Trọng, ông ta đã cử người mang tiền đến thuê chúng tôi làm việc đó. Bài đầu chọc đã sợ sắp vỡ mật, làm sao hắn còn dám che giấu điều đó nữa. Lương Trọng nào? Hà Ngọc Lan hỏi lại. Đó là Lương Trọng, ủy viên Hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt. Xin cô hãy tha cho tôi, tôi không muốn chết. Bai đầu chọc này nhỉ. Mày là một kẻ cặn bã, tay của mày, chân của mày chuyên đi làm những việc không đứng đắn. Mày dám ngang nhiên lập băng lập hội lộng hành trắng trợn áp bức dân lành. Mày làm chuyện xấu ở đâu thì tao không biết nhưng mày lại dám làm những việc tổn thương nghiêm trọng tới cô giáo của Lê Uy Long thì tao không thể tha cho mày được. Mày đánh trọng thương cha cô giáo, đánh bất tỉnh cô Lê Hồng Ngọc, ăn cướp tiền của cô ấy mày nghĩ mày có đáng được tha tội hay không? Những kẻ như mày sống trên đời này là tai họa. Mày đi chết đi, Hà Ngọc Lan hét to và rút súng ra. Đoàn Với một phát súng, Hà Ngọc Lan đã làm đầu của bai đầu chọc vẹo sang một bên, máy chảy ra từ lỗ nhỏ trên trán của hắn thành một hàng dài rồi mãi sau cả thân hình của hắn mới đổ gục xuống đất. Đừng nghĩ rằng cô ta chỉ biết nói nhiều, cô ta hoàn thành mọi việc luôn rất đơn giản và gọn gàng như thế. Hà Ngọc Lan quay lại nói với những binh sĩ phía sau, các anh đếm xem còn bao nhiêu tiền trong túi. Số còn thiếu so với 200 triệu là bao nhiêu, làm xong thì mang tiền lại đây giao cho tôi. Vài binh sĩ ngay lập tức nhặt chiếc túi sách, lấy tiền trong đó ra và đếm. Thiên Thành cảm thấy có Hà Ngọc Lan ở đây thì anh liền trở thành vai phụ. Nửa tiếng sau, Hà Ngọc Lan và Thiên Thành đã đến bệnh viện lúc này lê uy long và lê hồng ngọc đều đang ở trong phòng của lê hùng thanh lưu sĩ đạt đang điều trị cho kiều vi trong phòng bệnh của cô cô dung cái túi này có phải của cô không thiên thành nói với lê hồng ngọc khi anh bước vào phòng trong nháy mắt lê hồng ngọc nhận ra chiếc túi trong tay thiên thành chính là chiếc túi mà cô đã bị bay đầu chọc giật mất đúng là chiếc túi của tôi em thấy túi của tôi ở đâu vậy Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi. Nghe thấy bốn chữ phát ra từ khuôn miệng hoa đào của Hà Ngọc Lan, bai đầu chọc và đám thuộc hạ của hắn toát mồ hôi lạnh. Chúng còn chưa quên vụ đánh hội đồng Lê Hồng Ngọc sáng ngày hôm nay và vụ cướp trắng trợn 200 triệu đồng trong chiếc túi của cô giáo. Thật không ngờ, cô ta hóa ra là giáo viên của Lê Huy Long. Cô, cô định làm gì với chúng tôi? Bai đầu chọc bắt đầu sợ hãi mày sẽ biết ngay thôi, 200 triệu mà mày đã cướp, nhanh chóng giao ra đây, Hà Ngọc Lan hét lớn. Bài đầu chọc giờ là tù nhân, làm sao hắn dám không trả. Hắn run rẩy đưa tay lấy túi sách của Lê Hồng Ngọc ra, rồi nói chúng tôi đã tiêu hết một ít. Có lẽ còn hơn 100 triệu, tôi xin trả lại hết, chỉ xin cô hãy để chúng tôi đi. Nói, ai đã thuê mày đánh trọng thương cha của Lê Hồng Ngọc? hà ngọc lan hỏi tiếp tôi tôi không dám nói điều đó bay đầu chọc cúi đầu hắn không dám đụng tới người đứng sau hậu trường vụ việc nên dù sợ bọn hà ngọc lan đến mất mật hắn cũng không dám nói giết đám thuộc hạ của hắn trước cho hắn biết phương pháp của chúng ta hà ngọc lan không đủ kiên nhẫn để hỏi bay đầu chọc thêm nên cô quyết định vung tay giết gà dọa khỉ toàn bộ trung đội tinh nhuệ lập tức rút súng ra bùm, bùm. Những tiếng súng vang lên, đám tay chân của bai đầu chọc chết ngay mà không kịp thốt một lời. Á, à, cô ta thật bá đạo, chỉ một chút xíu do dự của hắn mà cô ta ngay lập tức giết sạch những gã đồng đảng đang quỳ dưới đất. Bai đầu chọc hét lên vì sợ hãi. Mày thấy thế nào, mày đã thấy rõ chưa? Tao hỏi lại, kẻ nào đã thuê mày đánh trọng thương cha của Lê Hồng Ngọc? Hà Ngọc Lan gằn lên dữ dội. Vâng, vâng, tôi nói, tôi nói. Là lương trọng, ông ta đã cử người mang tiền đến thuê chúng tôi làm việc đó. Bài đầu chọc đã sợ sắp vỡ mật, làm sao hắn còn dám che giấu điều đó nữa. Lương trọng nào? Hà Ngọc Lan hỏi lại. Đó là lương trọng, ủy viên hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt. Xin cô hãy tha cho tôi, tôi không muốn chết. Bài đầu chọc này nỉ. Mày là một kẻ cặn bã, tay của mày, Chân của mày chuyên đi làm những việc không đứng đắn. Mày dám ngang nhiên lập băng lập hội lộng hành trắng trợn áp bức dân lành. Mày làm chuyện xấu ở đâu thì tao không biết nhưng mày lại dám làm những việc tổn thương nghiêm trọng tới cô giáo của Lê Uy Long thì tao không thể tha cho mày được. Mày đánh trọng thương cha cô giáo, đánh bất tỉnh cô Lê Hồng Ngọc, ăn cướp tiền của cô ấy. Mày nghĩ mày có đáng được tha tội hay không? Những kẻ như mày sống trên đời này là tai họa, mày đi chết đi." Hà Ngọc Lan hét to và rút súng ra. Đoàn. Với một phát súng, Hà Ngọc Lan đã làm đầu của bai đầu chọc vẹo sang một bên, máy chảy ra từ lỗ nhỏ trên trán của hắn thành một hàng dài rồi mãi sau cả thân hình của hắn mới đổ gục xuống đất. Đừng nghĩ rằng cô ta chỉ biết nói nhiều, cô ta hoàn thành mọi việc luôn rất đơn giản và gọn gàng như thế. Hà Ngọc Lan quay lại nói với những binh sĩ phía sau, các anh đếm xem còn bao nhiêu tiền trong túi số còn thiếu so với 200 triệu là bao nhiêu, làm xong thì mang tiền lại đây giao cho tôi. Vài binh sĩ ngay lập tức nhặt chiếc túi sách, lấy tiền trong đó ra và đếm. Thiên Thành cảm thấy có Hà Ngọc Lan ở đây thì anh liền trở thành vai phụ. Nửa tiếng sau, Hà Ngọc Lan và Thiên Thành đã đến bệnh viện. Lúc này, Lê Uy Long và Lê Hồng Ngọc đều đang ở trong phòng của Lê Hùng Thanh. Lưu Sĩ Đạt đang điều trị cho Kiều Vi trong phòng bệnh của cô. Cô Dung, cái túi này có phải của cô không? Thiên Thành nói với Lê Hồng Ngọc khi anh bước vào phòng. Trong nháy mắt, Lê Hồng Ngọc nhận ra chiếc túi trong tay Thiên Thành chính là chiếc túi mà cô đã bị bai đầu chọc giật mất. Đúng là chiếc túi của tôi. Em thấy túi của tôi ở đâu vậy? Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi. Trường 155 mặt cưa mướp đắng em tình cờ gặp một vụ cướp của gã đầu chọc hôm qua ở trên đường phố em liền đuổi theo hắn và đánh cho hắn ta một trận hắn vô cùng sợ hãi rồi đưa cả chiếc túi này ra nói rằng sáng nay đã cướp của cô nên em mang nó về đây cho cô thiên thành bịa ra một lý do thật là một sự trùng hợp lê hồng ngọc ngạc nhiên nói vâng nếu hắn ta không nói đó là túi của cô thì em cũng không biết thật đúng là một sự trùng hợp cô xem xem có bị mất tiền hay đồ đạc gì ở trong túi hay không?" Thiên Thành nói. "Đúng vậy, để cô xem." Lê Hồng Ngọc cầm lấy chiếc túi, sau đó mở ra và đếm tiền. Sau khi đếm cô thấy đó chính xác là 200 triệu đồng, không hơn không kém một xu. "Không bị mất đồng nào, may quá, cô phải nói rằng cô cảm ơn em rất nhiều." Lê Hồng Ngọc nói một cách biết ơn và hồ hởi, mắt cô rưng rưng như muốn khóc. Đối với cô, 200 triệu đồng này là tiền tiết kiệm cả đời. Mới sáng hôm nay cô còn bị đánh đến bất tỉnh chỉ vì muốn bảo vệ món tiền này trong chiếc túi. Cảm giác bị mất rồi lại may mắn tìm thấy này thực sự rất vui. Cô thực sự không biết rằng Thiên Thành đã bỏ thêm một số tiền vào đó. Với 200 triệu đồng, cô không thể nhớ hết từng tờ tiền được. "Cô Dung, cô không cần khách sáo, đó là việc em nên làm thôi ạ." À, thiên Thành khiêm tốn nói. Bài đầu chọc rất dữ tợn và tàn ác, cô chỉ sợ em đánh hắn ta. Hắn ta có thể tìm em để trả thù. Em phải cẩn thận, Lê Hồng Ngọc lo lắng nói. Cô không biết rằng nhóm bài đầu chọc đã bị Lê Uy Long xử tử. Không sao đâu, không có gì phải sợ bài đầu chọc. Nếu bọn chúng dám đến, em sẽ không tha cho chúng. Thiên Thành nói. Được rồi, Cô Dung, thật may là đã lấy lại được tiền của cô, cô không cần phải lo lắng về Thiên Thành, chẳng phải đám vệ sĩ chuyên nghiệp của nhà hàng Grand Hyatt vẫn bị Thiên Thành hạ gục trong nháy mắt sao? nên cô đừng lo lắng. Lê Uy Long nói. Nghe Lê Uy Long nói, Lê Hồng Ngọc chợt nhận ra có vẻ cô đã lo lắng hơi nhiều. Thiên Thành có thể một giây quật ngã cả những vệ sĩ chuyên nghiệp của nhà hàng năm sao thì bản lĩnh của cậu ấy hẳn rất lớn. Làm thế nào mà bai đầu chọc có thể so sánh với những vệ sĩ chuyên nghiệp đó? Nghĩ như vậy, cô không còn lo lắng về Thiên Thành nữa. Lúc này, trong một quán cà phê, Chu Lệ Ngọc, Trần An Huy và Phan Thiên buồn chán ngồi trong một góc yên tĩnh của quán cà phê. Phan Thiên từng là người cầu hôn Chu Nhược Mai, vì vậy anh ta cũng biết Chu Lệ Ngọc. Còn Trần An Huy và Phan Thiên đều là những cậu ấm của những gia đình nổi tiếng ở trong thành phố. Những thiếu gia quý tộc này chắc chắn là sẽ biết nhau. Họ thường ăn uống cùng nhau, đi cà phê, tập gym, chơi gôn hoặc cùng tham gia một trò gì đó. Anh Huy Thành, sao trông anh lại cau mày, nhăn nhó vẻ không vui như thế? Chu Lệ Ngọc hỏi khi nhìn vẻ mặt bực bội của Phan Thiên. Chương 156 kế hoạch xấu xa 1. Ồ, tháng trước, khi tôi mang chiếc nhẫn kim cương đến nhà chị gái em để cầu hôn cô ấy, tôi không biết đã xúc phạm tới ai mà tập đoàn Galaxy đột nhiên ngừng hợp tác với gia đình họ Phan chúng tôi làm cho Phan gia phải chịu rất nhiều tổn thất. Chuyện này làm tôi tổn hao biết bao tâm sức suy nghĩ trong suốt khoảng thời gian này. Vị trí của tôi trong Phan gia cũng không còn tốt như trước nữa, nhưng vấn đề là tôi thực sự không biết mình đã đắc tội với người quyền lực nào cả huy thành trường hợp của cậu thật giống hoàn cảnh của tôi cũng đúng vào tháng trước tôi cũng không biết mình đã xúc phạm tới ai mà khiến chú tôi bị galaxy group sa thải sau khi chú tôi không làm giám đốc phát triển dự án của tập đoàn galaxy các hợp đồng dự án không còn về tay trần gia chúng tôi nữa gia đình họ chu đã thắng một dự án lớn của tập đoàn galaxy còn gia đình chúng tôi thì phải chịu tổn thất nặng nề bây giờ mọi người trong gia đình đều đổ lỗi cho tôi nhưng tôi thực sự không xúc phạm bất cứ ai trần an huy nhăn nhó nói thật kỳ lạ người bí ẩn này là ai phan thiên trầm ngâm suy nghĩ ai biết được nếu không phải là chú tôi đã bị sa thải làm sao chu nhược mai lại có thể trở thành giám đốc phát triển dự án của tập đoàn galaxy trần an huy nói về phần chu lệ ngọc sự đảo ngược tình thế về địa vị của chu nhược mai và cô trong chu gia thời gian qua đã làm cô ta vô cùng căm hận lòng cô ta tràn ngập sự bất mãn và ghen ghét với chu nhược mai đặc biệt là đám cưới vào tháng trước đã khiến cô ta bị mất mặt và xấu hổ trước tất cả mọi người cô ta muốn tìm một cơ hội để trả đũa chu nhược mai lúc này nghe phan thiên và trần an huy ngồi than thở với nhau trong đầu chu lệ ngọc đột nhiên lóe lên một kế hoạch đen tối anh huy thành không phải lúc nào anh cũng muốn lấy chị gái em chu nhược mai sao chu lệ ngọc hỏi ừ nhưng mong muốn thì được ích gì bây giờ cô ấy đã trở thành vợ của lê uy long rồi phan thiên thở dài thườn thượt trở thành vợ của lê uy long thì sao từ ngày cưới đến nay chị ấy vẫn chưa bao giờ chung phòng với lê uy long mỗi người một phòng ngủ chị ấy vẫn là một người phụ nữ còn trinh trắng lập gia đình hay chưa lập gia đình thì đâu có gì khác biệt với chị ấy nếu anh vẫn còn thực sự muốn cưới chị ấy thì em có một cách này, không những làm cho anh có thể thỏa mãn được ước mơ lấy được Chu Nhược Mai mà còn đảm bảo tập đoàn Galaxy sẽ quay lại hợp tác không chỉ với fan gia của anh mà còn Chu gia của em nữa. Chu Lệ Ngọc nhếch mép cười nói. Ồ, em có cách có thể làm được cả hai việc ấy sao? Phan Thiên nhòi người về phía trước nhìn Chu Lệ Ngọc và hỏi. Đúng vậy, nhưng cách này vẫn có một chút rủi ro không biết anh có gan dám chấp nhận chút ít mạo hiểm mà làm theo cách của em không đã. Chu Lệ Ngọc dùng kế khích tướng. Tất nhiên là dám, tôi đường đường là con trưởng của nhà họ Phan, có điều gì mà tôi đây lại không dám. Phi Phi, em hãy nhanh chóng nói ra phương pháp của mình đi. Tôi đang sẵn sàng lắng nghe đây. Phan Thiên nôn nóng tới mức dường như không thể chờ đợi thêm để nghe về kế hoạch của Chu Lệ Ngọc. Được rồi, cách của em thực ra rất đơn giản. Em sẽ rủ chị gái em đi ăn, sau đó, chúng em sẽ thực hiện một thủ thuật nhỏ, cho một ít thuốc vào rượu hoặc đồ uống của Dư Hân. Và rồi chị ấy sẽ phải ngoan ngoãn mà làm theo những gì anh muốn. Chu Lệ Ngọc mỉm cười nham hiểm. Nhưng, phương pháp này hơi cũ rồi. Hơn nữa, nếu tôi có được chị gái của em theo cách này, cô ấy chắc chắn sẽ càng thêm căm ghét tôi. Và lại, ngay cả khi có sử dụng phương pháp này để chiếm đoạt chị gái của em thì làm thế nào Galaxy Group lại đồng ý hợp tác với gia đình họ fan của chúng tôi? Đúng không nào, Phan Thiên lưỡng lựa nói. Anh Huy Thành, mặc dù phương pháp của em có thể bị xem là lỗi thời, nhưng nó lại rất thực tế. Khi anh xử lý chị em, hãy chụp lại một số bức ảnh và ghi lại video nữa. Với loạt ảnh và video đó, chị em chắc chắn sẽ nghĩ đến danh tiếng của chị ấy mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Hơn nữa em đảm bảo Chu Nhược Mai lại càng không dám tố giác với cảnh sát hay nói với Lê Uy Long gì hết lúc đó thì anh có thể tùy nghi sử dụng những hình ảnh và video này để đe dọa chị ấy bắt chị ấy phải làm bất cứ điều gì cho chúng ta sư hân là giám đốc quản lý bộ phận phát triển dự án của galaxy group chúng ta yêu cầu chị ấy phải ký hợp đồng các dự án với phan gia và chu gia chị ấy lại dám không làm theo à chu lệ ngọc cười thỏa mãn phan thiên chợt nhận ra rằng mặc dù phương pháp này đã lỗi thời nhưng không thể phủ nhận rằng đó thực sự là phương pháp đơn giản trực tiếp mà cũng là phương pháp tàn bạo nhất không chỉ anh ta có thể chiếm đoạt được chu nhược mai mà còn có thể sử dụng những bức ảnh và video đó để ép buộc cô làm bất cứ điều gì cho gia đình họ phan của anh ta chính xác nó là phương pháp một mũi tên bắn trúng hai đích anh ta hoàn toàn có thể đạt được cả hai tham vọng của mình chỉ bằng một kế hoạch duy nhất trần an huy lặng lẽ nuốt khan khi nghe những lời chu lệ ngọc và phan thiên vừa nói tại sao anh ta không được hưởng cái phúc phần như vậy anh ta cũng luôn muốn có được cơ thể tuyệt diệu của chu nhược mai nhưng giờ với cương vị là chồng của Chu Lệ Ngọc, tất nhiên điều tốt đẹp này anh ta không đến lượt. Phi Phi, ý tưởng của em thật sự rất tuyệt vời, tôi sẽ không quên công lao của em sau khi việc đã thành. Ha ha ha, lúc đó tôi sẽ buộc chị gái em phải dành cho Chu gia mấy hợp đồng lớn. Nguyễn là chúng ta nắm được giám đốc dự án của tập đoàn Galaxy trong tay, sau này dự án, hợp đồng, tiền bạc sẽ như nước chảy vào túi chúng ta. Ha ha ha, Phan Thiên cười to phấn khích. Phi Phi, kế hoạch của em thật là độc địa, em có năng khiếu hại người đấy, ngay cả chị gái của em em cũng còn phản bội nữa cơ mà. Tôi độc phụ nhân tâm, câu nói này có vẻ hợp với em đó. Tuy nhiên, tôi thích kiểu người như thế, một người phụ nữ độc ác như em, ha ha. Trần An Huy cười vui vẻ khi anh ta nghĩ đến việc miễn là Phan Thiên thành công, Phi Phi có thể đe dọa Chu Nhược Mai để ký kết một số dự án cho gia đình Chu gia. Mặc dù không thể chiếm đoạt được Chu Nhược Mai, nhưng thật tốt khi động thái này có thể mang lại được những hợp đồng cho gia đình họ Chu và cải thiện vị thế của anh ta trong gia đình bọn họ. chương 157 Kế hoạch xấu xa 2 Trần An Huy, anh có ý khen em hay hạ bệ em khi anh nói điều này? Chu Lệ Ngọc tức giận nói. Tất nhiên là anh khen ngợi em, kế hoạch của em thực sự tuyệt vời. Một mũi tên mà chúng cả hai đích, thật là nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ Huy Thành có thể đạt được điều anh ấy muốn, mà còn giúp cho Chu gia và Phan gia có được hợp đồng và chúng ta cũng có thể trả thù chị em cùng với Lê Uy Long." Trần An Huy nói. "Đúng vậy, em không thể nhịn được vẻ kiêu ngạo của chị ta như lâu nay nữa." Lê Uy Long cũng vậy, vẻ tự phụ của hắn ta làm em ngứa hết cả mắt. "Một gã con rể vô tích sự từ chỗ nào chui đến mà dám cưỡi lên đầu Phi Phi này sao? Em phải cho hắn phải nếm mùi đau khổ." Chu Lệ Ngọc nghiến răng. Bên ngoài thì có vẻ cô ta đã đưa ra một kế hoạch tuyệt diệu để thỏa mãn được ao ước bấy lâu của Phan Thiên, nhưng mục đích cuối cùng thực sự là để trả thù Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Đám cưới vào tháng trước đã khiến cô ta phải muối mặt trước bao nhiêu người, và cô ta càng căm ghét Lê Uy Long và Chu Nhược Mai hơn nữa. Cô ta lớn lên cùng Chu Nhược Mai nên hiểu rất rõ tính cách của cô chị gái mình. Chắc chắn rằng với tính cách đó, sau khi bị cưỡng đoạt bởi Phan Thiên, Chu Nhược Mai sẽ không bao giờ dám nói ra để giữ gìn danh tiếng của mình. Khi đã nắm thóp được Chu Nhược Mai rồi thì cô chị gái xinh đẹp, đáng ghét ấy ắt hẳn phải nghe lời cô ta. Tưởng tượng đến cảnh sau này Chu Nhược Mai sẽ phải ngậm miệng ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp đặt của mình, Chu Lệ Ngọc vô cùng phấn khích, khiến khuôn mặt cô ta lúc này trở nên kỳ dị. Phi Phi, đừng vui mừng quá sớm, đột nhiên anh nghĩ tới một vấn đề, Trần An Huy đột nhiên đánh thức cô vợ khỏi giấc mộng đẹp, có vấn đề gì vậy chu lệ ngọc hỏi em và chị gái của em luôn mâu thuẫn làm sao em có thể rủ cô ấy đi ăn được nếu em mời cô ấy cô ấy sẽ đến chứ trần an huy hỏi việc đó chẳng thành vấn đề với em anh đừng lo em hiểu chu nhược mai hơn ai hết điểm yếu của cô ta là mềm yếu và hay mủi lòng bởi tình cảm gia đình kiểu người yếu lòng tình cảm ấy dễ nắm trong lòng bàn tay lắm mặc dù em luôn mâu thuẫn với cô ta nhưng dù gì em cũng là em gái của cô ta với một chút chân thành em mời chắc chắn chu nhược mai sẽ đến chu lệ ngọc tự tin nói nếu được vậy thì rất tốt trần an huy nói phi phi em phải nhớ nhất định không được để lê uy long đi cùng cô ấy nếu lê uy long đi cùng thì tôi sẽ không thể nào thực hiện kế hoạch được đâu phan thiên căn dặn tất nhiên em đảm bảo cô ta sẽ không mang lê uy long đi cùng chu lệ ngọc tự tin nói nhân tiện em định sẽ mời cô ấy đi ăn tối ở đâu phan thiên hỏi lại nhà hàng thì nhiều nhưng phải chọn chỗ nào hợp lý nhất để chúng ta dễ bề hành động tốt nhất nên ăn trong nhà hàng của anh để anh có thể thuận tiện mà hưởng thụ chứ ha 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 chu lệ ngọc cười lạnh lẽo thật hay vậy hãy mời cô ấy đến nhà hàng đại thành của gia đình chúng tôi ăn tối đại thành vừa rộng rãi sang trọng lại có phòng nghỉ cho khách rất thuận tiện cho công việc mắt phan thiên sáng rỡ Hắn nhanh chóng đồng ý ngay. Được rồi, vậy thì tốt, vậy hãy chuẩn bị thuốc cho chị gái em." Chu Lệ Ngọc cười mỉm. "Tất nhiên tôi sẽ sắp xếp việc này, nhà hàng Đại Thành là tài sản của Phan gia tôi, đám nhân viên làm việc ở đó đều biết cung cách làm việc của tôi." Phan Thiên nói. "Vậy thì em chúc anh Huy thành được như ý." Chu Lệ Ngọc mỉm cười thảo mai nhìn Huy Thành. "Khi nào thì chúng ta sẽ hành động?" Phan Thiên thèm muốn Chu Nhược Mai đã rất lâu nên hắn nôn nóng sắp không chịu nổi. Khi nào anh muốn ra tay? Chu Lệ Ngọc hỏi. Tất nhiên càng sớm càng tốt, Phan Thiên trả lời ngay không do dự. Vậy thì không nên quá muộn, chỉ bằng hành động ngay tối nay, giờ này Chu Nhược Mai chắc đã sắp nghỉ làm, em sẽ gọi cho chị ta ngay bây giờ. Chu Lệ Ngọc nói. Lúc này, tại tập đoàn Galaxy, điện thoại của Chu Nhược Mai đột ngột reo lên cô rút ra và thấy rằng đó là em họ của mình chu lệ ngọc đang gọi đến trong lòng chu nhược mai cảm thấy rất kỳ lạ trong những năm qua chu lệ ngọc luôn ăn miếng trả miếng với mình như một kẻ thù cô ta chưa bao giờ chủ động gọi điện cho mình vậy tại sao hôm nay phi phi lại gọi cô bất ngờ như thế không lẽ cô ta gọi là vì chuyện dự án với gia đình họ chu sao chu nhược mai không muốn trả lời cuộc gọi của chu lệ ngọc nhưng nghĩ lại dù sao cô ta cũng là em gái của mình nên cô đành cầm máy. Chương 158 Giang bẫy. Có chuyện gì vậy? Chu Nhược Mai hỏi. Chị à, chúng ta là chị em mà, em không thể gọi điện và trò chuyện với chị sao? Chu Lệ Ngọc nói với giọng ngọt ngào. Chúng ta thì có chuyện gì để nói? Nếu cô không có bất kỳ điều gì quan trọng thì tôi phải cúp máy đây. Tôi đang bận lắm, Chu Nhược Mai nói. Khoan đã chị, chị đừng cúp máy, em dĩ nhiên là có chuyện cần nói với chị chu lệ ngọc vội vàng nói thế đó là chuyện gì mau nói cho tôi biết đi chu nhược mai sốt ruột nói chuyện là kể từ khi em kết hôn và sống ở trần gia cơ hội để chị em chúng ta gặp nhau ngày càng ít đi em đột nhiên thấy nhớ chị quá nên em muốn mời chị bữa tối nay chu lệ ngọc nói mời tôi đi ăn tối hôm nay có chuyện gì xảy ra với cô vậy đâu có vấn đề rồi phải không chu nhược mai kinh ngạc nói kìa chị Chị đang nói gì thế? Trước đây là do em trẻ người non dạ nên đã làm nhiều chuyện không đúng với chị. Nhưng giờ em đã kết hôn và trở thành một người phụ nữ thực thụ, em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Trước đây là em đã làm sai, luôn luôn nhắm vào chị. Bây giờ thì em đã hiểu ra rồi, tình chị em mới là điều quan trọng nhất, mọi thứ khác chỉ là phù du." Chu Lệ Ngọc nói. "Đừng nói chuyện linh tinh với tôi, nói thật đi." Cô mời tôi đi ăn tối là vì muốn nhờ tôi giao dự án của tập đoàn Galaxy cho Trần ra chứ gì. Chu Nhược Mai sẽ không dễ dàng tin cô em họ xấu tính này đã thay đổi suy nghĩ. Đương nhiên cô biết cô ta đột nhiên mời mình đi ăn thì phải có mục đích. Không phải vậy đâu, tối nay em chỉ mời một nhóm nhỏ các chị em đi ăn tối và chúng ta sẽ không nói chuyện về công việc. Chẳng lẽ hai chị em đã từng sinh ra và lớn lên dưới cùng một mái nhà như chúng ta lại không thể cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm sao? Chu Lệ Ngọc nói, Chu Nhược Mai bất giác có một chút xúc động trước những lời của Chu Lệ Ngọc, vì vậy cô nói, được, vậy tôi sẽ hỏi xem Lê Uy Long có đi cùng không? Ấy chị, đừng gọi anh rể, anh ấy vốn có một số thành kiến với em, tính tình của anh ấy cũng không được dễ chịu lắm, em thấy hơi sợ anh ấy. Khi nào anh ấy có thể hoàn toàn tha thứ cho em thì em mới dám gặp anh ấy. Em chỉ muốn ăn tối với chị, để chúng ta có thể trò chuyện với nhau. Chu Lệ Ngọc nói, được, nếu em cảm thấy không tiện, chị sẽ không bảo anh ấy tham gia nữa. Chu Nhược Mai cũng có một chút mâu thuẫn với Lê Uy Long đêm qua. Vì vậy lúc này cô cảm thấy rằng cho dù có yêu cầu Lê Uy Long đến và ăn tối với Phi Phi cùng mình thì anh ấy cũng sẽ không muốn đến, nên cô sẽ không nói. Dù sao, đó cũng chỉ là một bữa ăn với em họ, cô có thể tự đi được. Được rồi, vậy khi nào chị tan làm, em sẽ đến đón chị, để thể hiện sự chân thành của mình, Chu Lệ Ngọc muốn đích thân đi đón Chu Nhược Mai chị chỉ còn nửa giờ nữa là tan làm em không cần đến đón đâu chị có thể tự lái xe đến đó chu nhược mai nói vậy cũng được cảm ơn chị đã nể mặt em lần này chu lệ ngọc vui vẻ nói nhưng em vẫn chưa nói với chị là chúng ta sẽ ăn ở đâu chu nhược mai hỏi dĩ nhiên là ở đại thành nhà hàng sang trọng và có đồ ăn ngon nổi tiếng chị nghĩ sao chu lệ ngọc hỏi không có gì chị thì chỗ nào cũng được chu nhược mai nói Mặc dù Chu Lệ Ngọc thường chế giễu, sỉ nhục cô trước đó, nhưng bây giờ cô ấy đã thừa nhận sai lầm của mình, Chu Nhược Mai cảm thấy rằng cô không nên quá quan tâm đến những chuyện cũ trước đây, như vậy thì cô quá nhỏ mọn rồi. Tất nhiên Dư Hân cũng hy vọng rằng chị em cô có thể hòa thuận vui vẻ, thay vì cứ đối đầu nhau giống như kẻ thù. Được, vậy thì chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng Đại Thành, em sẽ đợi chị ở đó nhé. Chu Lệ Ngọc vui mừng khôn xiết khi thấy Chu Nhược Mai đã rơi vào bẫy. Ngay khi Chu Nhược Mai tan làm, cô gọi cho Lê Uy Long và báo với anh rằng cô sẽ không về nhà ăn tối nay. Lê Uy Long lúc này vẫn đang ở trong bệnh viện theo dõi quá trình lưu bảo thông chữa trị cho Kiều Vi và Lê Hùng Thanh. Anh cảm thấy sẽ tốt hơn nếu Chu Nhược Mai không về nhà ăn, anh cũng sẽ không phải vội vàng quay về nấu ăn. Sau khi gọi thông báo với Lê Uy Long xong, Dư Hân một mình lái xe về phía nhà hàng Đại Thành. Cô vẫn không hề hay biết có những điều khủng khiếp gì đang chờ đợi mình trong bữa tiệc này. Chương 159 vị khách không mời. Sau khi lái xe đến nhà hàng Đại Thành, Chu Nhược Mai lên tầng 2 và đi thẳng đến phòng ăn mà Chu Lệ Ngọc đã đặt. Vào thời điểm này, Chu Lệ Ngọc, Trần An Huy và Phan Thiên đã chờ sẵn trong phòng từ lâu. Ngay khi Chu Nhược Mai bước vào căn phòng, cô đã rất ngạc nhiên khi thấy Phan Thiên và Trần An Huy cũng có mặt ở bên trong. Chu Lệ Ngọc rõ ràng đã nói cô ấy sẽ không đưa theo đàn ông tối nay, chỉ là một bữa ăn đơn thuần giữa hai chị em. Vậy tại sao cô ấy lại gọi thêm chồng mình và cả Phan Thiên? Phi Phi, chẳng phải em đã nói rằng tối chỉ có chúng ta ăn tối thôi sao? Tại sao cả bọn họ cũng ở đây? Chu Nhược Mai không muốn gặp Phan Thiên, vì vậy cô đã hỏi trực tiếp Chu Lệ Ngọc. Chu Lệ Ngọc đưa chồng mình đến, Dư Hàn có thể chấp nhận điều đó, nhưng cả Phan Thiên cũng đến thì cô không thể chấp nhận được. Trước đây Phan Thiên này đã từng có ý với cô, anh ta thậm chí còn cầu hôn cô nếu lê huy long biết rằng cô cùng huy thành ăn tối tại đây anh ấy chắc chắn sẽ hoài nghi trong lòng cô không muốn có thêm bất kỳ mâu thuẫn nào với vĩnh thiên nữa chị à chuyện là như thế này lúc đầu em không có gọi cho họ nhưng sau khi đến đây em mới phát hiện ra rằng chồng mình và cậu phan cũng đang ăn ở đây nhà hàng này được điều hành bởi nhà họ phan khi biết chị cũng đang đến cậu phan muốn thể hiện chút thành ý nên đã mời tất cả chúng ta ăn tối chu lệ ngọc đã nghĩ ngay ra một cái cớ Cô Chu, chúng ta đúng là có duyên, mặc dù chúng ta đã không thể là một đôi, nhưng cũng đâu cần phải giống như kẻ thù, phải không? Tôi chỉ muốn đãi cô một bữa ăn, chứ tôi đâu có ăn thịt cô. Đừng lo lắng, Phan Thiên Hồ hởi nói. Đúng đấy chị, hãy đến đây và ngồi xuống dùng bữa với bọn em. Chu Lệ Ngọc lo rằng Dư Hân có thể sẽ quay lại và rời đi ngay, nên đã lập tức bước tới và kéo cô lên ghế. Chu Nhược Mai cũng không thể từ chối được, dù sao cô cũng đã đến rồi, sẽ thật thô lỗ nếu cô bỏ đi ngay lập tức. Mặc dù Phan Thiên đã từng theo đuổi cô trước đây, nhưng anh ta chưa bao giờ làm điều gì thái quá với cô. Và lại, anh ta cũng là con trai của nhà họ Phan chủ nhà hàng này, nếu anh ta đã muốn mời một bữa thì cũng không có gì phải lo ngại cả. Nghĩ đến đây, Chu Nhược Mai liền ngồi xuống. Cô Chu, đừng quá lo lắng. Lệ Uy Long đã tổ chức một lễ cưới hoành tráng vào tháng trước. Tôi biết cô đang có một cuộc sống rất hạnh phúc tôi đã tự nhủ sẽ từ bỏ tình cảm của mình tôi sẽ không theo đuổi cô nữa đâu thật ra tôi cũng rất vui khi thấy cô có thể sống vui vẻ phan thiên nói lúc này những người phục vụ nhà hàng bắt đầu lần lượt mang món ăn lên phan thiên và chu lệ ngọc trần an huy đã ở đây hơn nửa giờ mọi thứ đã được chuẩn bị và các món ăn đã được đặt hàng trước cô chu đích thân tôi đã chuẩn bị những món ăn này hãy ăn tất cả những gì cô muốn và cô cũng có thể gọi thêm Phan Thiên nói: "Cảm ơn, tôi không muốn ăn." Thấy Phan Thiên có mặt ở đây, Chu Nhược Mai không còn hứng thú với chuyện ăn uống nữa. Cô chỉ ngồi đây để họ khỏi mất mặt. "Cha, cô Chu, vậy cô có muốn uống gì? Nhà hàng chúng tôi có rất nhiều loại rượu vang nổi tiếng, cô có thể gọi tùy ý." Phan Thiên nói tiếp: "Lát nữa tôi còn phải lái xe về, tôi không uống rượu." Chu Nhược Mai lạnh lùng nói: "Ngay cả khi không cần lái xe, cô cũng không muốn uống." Tất nhiên Dư Hân rất đề phòng khi đi ăn với một người đàn ông không phải là chồng mình, cô không muốn sai xỉn để tạo cơ hội cho hắn ta. Được rồi, vậy chúng ta hãy uống nước ngọt đi. Phan Thiên đã đoán rằng Chu Nhược Mai nhất định sẽ từ chối, vì vậy anh ta đã ngấm ngầm thực hiện một số thủ thuật trong đồ uống. Được, vậy tôi sẽ uống nước ngọt, Chu Nhược Mai nói. Ok, nói xong, Huy Thành đích thân rót nước ngọt cho Chu Nhược Mai. Trần An Huy và Chu Lệ Ngọc thì đều uống rượu vang đỏ. Được rồi, chúc mừng mọi người." Chu Lệ Ngọc nói và nâng ly của mình lên. Phan Thiên và Trần An Huy cũng nâng ly với khuôn mặt phấn khích. Để không trở nên thô lỗ, Chu Du Hân cũng đảnh kính họ bằng một ly nước ngọt. Sau khi chúc tụng xong, Phan Thiên, Trần An Huy và Chu Lệ Ngọc đều uống rượu vang đỏ trong ly của mình. Chu Nhược Mai chỉ uống một ngụm nhỏ nước ngọt và nhanh chóng đặt cốc xuống. Khi Chu Lệ Ngọc và Phan Thiên thấy rằng Chu Nhược Mai đã uống Tất cả bọn họ đều thầm mỉm cười với nhau. Mọi việc có vẻ đều diễn ra suôn sẻ và Chu Nhược Mai đã hoàn toàn rơi vào bẫy. Lần này, Chu Nhược Mai có mọc cánh cũng không thể thoát ra được. Chương 160 Âm mưu nham hiểm. "Được rồi, chúng ta cùng nhập tiệc đi nào." Phan Thiên vui vẻ nói. Anh ta rất hào hứng khi có thể được gần gũi với Chu Nhược Mai, tự nhủ rằng sắp có được những gì mình muốn. Chấm chấm. Cùng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đã đi lên sảnh tầng 2 của nhà hàng Đại Thành. Người phụ nữ này chính là bản thân của Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm. Hôm nay Tú Hằng vừa mới nhận được nhuận bản thảo nên cô quyết định sẽ ra ngoài tự chiêu đãi bản thân một bữa ra trò. Vì vậy, cô đã tìm đến nhà hàng này. Tú Hằng chỉ đến một mình và không có ý định ăn tối trong phòng, cô muốn ăn trong hội trường lớn. Ban đầu, cô định mời Chu Nhược Mai đi ăn cùng, nhưng lại nhớ rằng mình chỉ vừa mới rời khỏi biệt thự của người bạn được một ngày. Mới có một ngày mà đã gọi cô ấy đi ăn tối một lần nữa thì có vẻ không hay lắm. Điều quan trọng hơn cả là cô sợ Lê Uy Long cũng sẽ đi theo. Thực ra, lý do khiến cô nhất định muốn rời khỏi biệt thự đồi mây, chủ yếu là vì cô không muốn phải gặp Lê Uy Long mỗi ngày. Tú Hằng lo sợ rằng mình sẽ thực sự không thể ngừng nghĩ đến anh ta nếu cứ gặp mỗi ngày như vậy. Lệ uy long có một sức hấp dẫn rất lớn đối với cô, nó chỉ khiến cô ngày càng chìm sâu hơn vào ảo vọng. Anh ấy là chồng người bạn thân nhất của cô, cô không muốn nghĩ quá nhiều về chồng của người khác, do đó cô đã quyết định phải quay trở về căn chung cư cũ của mình. Nguyễn tú cầm nhanh chóng tìm một chỗ trống để ngồi xuống, gọi đồ ăn, rồi thong thả dùng bữa. Chấm chấm. Lúc này trong bệnh viện, anh Thiên bây giờ cũng không còn sớm nữa, đến giờ ăn tối rồi nhỉ? Tôi đói quá, Hà Ngọc Lan đang cảm thấy cồn cào, thấy rằng đã 7 giờ tối mà Lê Uy Long vẫn không động tính gì. Cô đã nói bóng gió để gợi ý anh đi ăn. Cô có còn là trẻ con đâu, nếu thấy đói thì tự đi kiếm gì ăn đi. Lê Uy Long giận dữ nói. Tôi vất vả đường xá xa xôi đến đây để gặp anh, vậy mà anh cũng không thể mời tôi một bữa sau. Anh không nên keo kiệt như vậy chứ hà ngọc lan nể mặt một lượng lớn người đang có mặt ở đây nên đã tha thứ cho lê uy long dù anh không hề đối xử tốt với cô lúc này lê uy long cũng đã cảm thấy hơi đói vì vậy anh nói với lê hồng ngọc cô à bây giờ cũng muộn rồi chúng ta hãy đi ăn cùng nhau đi cô không đói mọi người cứ đi đi đồng đội của em đã vất vả đi từ xa đến đây vĩnh thiên à em hãy tỏ ra là một người chủ nhà rộng lượng có được không đừng thờ ơ với họ như vậy lê hồng ngọc nói anh nghe rồi chứ cô giáo của anh cũng đã nói anh nên giúp đỡ và chăm sóc tôi thật tốt tại sao anh còn chưa đưa tôi đi ăn tối hà ngọc lan nhân cơ hội này lên tiếng ờ tôi sẽ đưa cô đi ăn tôi thực sự chịu thua cô rồi nếu cô cứ ăn nhiều như vậy cô không sợ sẽ tăng cân vùn vụt sao lê uy long nói một cách mệt mỏi hà ngọc lan hớn hở nói bụng tôi tiêu hóa tốt lắm ăn mấy cũng không béo được đâu cô dung vậy em sẽ đưa cô ấy đi ăn tối trước sau đó sẽ mua một suất về cho cô nhé lê uy long nói được rồi đi nhanh đi lê hồng ngọc mỉm cười nói thế là sau đó lê uy long đưa hà ngọc lan và thiên thành ra ngoài tìm nơi ăn tối lưu bảo thông ở lại bệnh viện và tiếp tục điều trị cho kiều vi và lê hùng thanh lê hồng ngọc cũng ở lại chăm sóc cha mình trong phòng bệnh thỉnh thoảng đến thăm và trò chuyện với kiều vi anh thiên anh định đưa chúng tôi đi ăn ở đâu Hà Ngọc Lan hớn hở hỏi sau khi rời bệnh viện. chương 161 vô tư lự. Cô còn rảnh ra nghĩ đến việc đi ăn ở đâu nữa sao? Cứ ăn ở bất kỳ chỗ nào gần đây là được. Lê Uy Long có kỉnh nói. Gì chứ, anh không thể chọn một cách ngẫu nhiên như vậy được. Khi còn ở căn cứ phía Tây, chúng tôi luôn được ăn uống với những thực đơn tốt nhất từ chuyên gia dinh dưỡng. Lần này tôi cố gắng lắm mới thuyết phục được sĩ quan lưu cho phép đến thành phố xa xôi này để bảo vệ anh anh nhất định phải tìm một nhà hàng thật nổi tiếng để chiêu đãi tôi một bữa ăn ra trò chứ hà ngọc lan tự tin nói tôi không hề yêu cầu cô phải đến đây là cô tự nguyện mà lê uy long cau mày nói tôi không quan tâm dù sao tôi cũng đã đến đây là sân nhà của anh anh phải đối xử và chăm sóc tôi tử tế nếu không khi trở về phía tây tôi sẽ nói với tất cả mọi người rằng anh là một kẻ keo kiệt cô nói cô còn dám lan truyền tin đồn thất thiệt sao lê uy long giận dữ nói đây không phải là tin đồn mà là sự thật hà ngọc lan nói được cô giỏi lắm tôi sẽ mời hai người một bữa thật ngon được chưa lê uy long bất lực nói vậy mới được chứ ngọc vinh nói một cách tự mãn vừa nãy hà ngọc lan đã đến bằng xe của thiên thành bây giờ cô lại muốn được đi xe của lê uy long thế cô lái xe đi lê uy long thấy hà ngọc lan có vẻ quá phấn khích nên muốn dập tắt bớt tại sao một cô gái như tôi lại phải lái xe hà ngọc lan có chút không vui vì tôi là tổng tư lệnh quân đội là thượng cấp của cô chẳng lẽ cô lại đòi tôi phải lái xe cho cô nữa à lê uy long nói phải tôi không thể cãi lại anh rồi tuy nhiên tôi chỉ vừa mới đến đà lạt và tôi không quen với đường xá ở đây tôi sợ đi sai đường nên không thể lái xe trong thời gian này được tôi sẽ lái xe cho anh sau khi làm quen với thành phố này đã Hà Ngọc Lan nói. Lệ Uy Long quá mệt mỏi với những lý do của Hà Ngọc Lan, anh ta không muốn phải nói chuyện vô nghĩa với cô ấy thêm nữa, vì vậy anh đã nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe. Hà Ngọc Lan cũng vào ngồi ở ghế hành khách. Thiên Thành không biết Lệ Uy Long định sẽ đưa Hà Ngọc Lan đi ăn tối ở đâu, vì vậy anh chỉ có thể đi theo sau xe của họ. Lệ Uy Long không nói nên lời khi thấy Hà Ngọc Lan đang ngồi vô cùng thoải mái trên ghế hành khách như một bà chủ. Đường Đường là một tổng tư lệnh oai nghiêm, vậy mà giờ đây anh lại phải làm tài xế cho một nữ quân nhân. Cô đã phát hiện ra ai là người đứng sau ra lệnh cho bai đầu chọc đánh trọng thương cha của cô Lê chưa? Lê Uy Long hỏi. Tôi đã tìm ra rồi, trước khi chết, bai đầu chọc đã nói rằng người chỉ thị cho hắn là Ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt, Lương Trọng. Hà Ngọc Lan nói. Của nhiên là ông ta, Lê Uy Long thực sự đã đoán trước rằng người đó chắc hẳn phải là Lương Trọng. Anh định giải quyết Lương Trọng đó thế nào? hay là để tôi ra tay nhanh gọn luôn tôi sẽ giết ông ta hà ngọc lan nói đừng hành động vội lương trọng dù sao cũng là ủy viên hội đồng nhân dân thành phố lê uy long nói được rồi vậy tùy anh quyết định hà ngọc lan nói lê uy long không nói nên lời cô ta có phải là quá tự mãn rồi không nếu cô ấy không nghe lời anh chẳng lẽ cô có quyền tự quyết định sao lê uy long không biết nên đưa hà ngọc lan đi ăn ở đâu chợt trông thấy một nhà hàng tên là Milky Pavilion có vẻ cao cấp gần đó, anh liền cho xe dừng lại ở đây. Lệ Uy Long không có kế hoạch gọi 19 đặc vụ còn lại đi ăn cùng họ. Bởi vì quá nhiều người ăn cùng nhau sẽ rất dễ thu hút sự chú ý. Dù sao, không phải là họ không có tiền để ăn, anh sẽ để họ tự quyết định chuyện này. Thiên Thành cũng đi theo đến nhà hàng Milky Pavilion. Sau đó, ba người họ cùng đi lên lầu hai tìm một bàn trống để ngồi xuống chương 162 chúng gian kế. Hà Ngọc Lan, cô muốn ăn gì, hãy tự gọi món đi. Lệ Uy Long không phải là người keo kiệt, nếu đã đến đây, anh sẽ để Hà Ngọc Lan ăn đủ thì thôi. Tất nhiên khi nghe điều này thì Ngọc Vinh cũng không cần tỏ ra khách sáo nữa và thỏa sức gọi thật nhiều món ăn. Sau khi các món ăn được mang tới, ba người họ bắt đầu dùng bữa. Cùng thời điểm này, tại nhà hàng Đại Thành, trong khi đang ngồi ăn, chu nhược mai dần dần cảm thấy đau đầu chóng mặt và cơ thể bắt đầu nóng lên cô thấy vô cùng mệt mỏi chỉ muốn nằm thiếp đi chẳng lẽ cô lại say khi uống nước ngọt sao phan thiên chu lệ ngọc và trần an huy thấy mặt chu nhược mai trở nên đỏ ửng lên họ biết rằng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng khuôn mặt của chu nhược mai khi đỏ lên trông lại càng quyến rũ hơn thấy một chu nhược mai quyến rũ như vậy phan thiên bắt đầu trở nên thèm khát chỉ một lúc sau Chu Nhược Mai đã không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ và nằm xuống tiếp đi. Cô Chu, có chuyện gì với cô vậy? Cô cảm thấy không khỏe sao? Phan Thiên ngập ngừng hỏi khi thấy Chu Nhược Mai nằm xuống im lặng. Tôi hơi chóng mặt, tôi muốn trở về nghỉ ngơi. Mọi người cứ ở lại ăn tiếp đi. Chu Nhược Mai cảm thấy có gì đó không ổn và chỉ muốn quay về nhà nghỉ ngơi càng sớm càng thôi. Chị tôi đang bị chóng mặt nên không thể lái xe. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra trên đường về thì xui xẻo quá. Hay là chúng ta đưa chị ấy đến một phòng trống nào đó ở đây để chị ấy có thể nghỉ ngơi trước? Chu Lệ Ngọc nói. Không, tôi có thể tự về, tôi sẽ gọi taxi. Dư Hân vẫn còn chút tỉnh táo, cô sẽ không dại mà ở lại đây qua đêm. Nói xong, Dư Hân cố gắng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, ngay khi cô đứng dậy, cô cảm thấy đầu mình càng trở nên nặng nề, mắt cô không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Phan Thiên Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đều biết rằng dược liệu trong ly nước của Chu Nhược Mai đã bắt đầu phát tác, vì vậy tất cả đều vội vàng đứng dậy. "Chị à, một cô gái như chị lại tự bắt taxi đi về buổi tối muộn như thế này không an toàn chút nào. Thời buổi bây giờ có nhiều tài xế taxi vô đạo đức lắm." Chu Lệ Ngọc nói và thầm cười trong lòng. "Phải đấy, với tình trạng của cô, nếu có chuyện gì đó xảy ra trên đường về, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm được." Tốt nhất là tôi nên đưa cô vào một phòng ở đây để nghỉ ngơi một lúc trước khi về." Phan Thiên nói. "Không, tôi không muốn nghỉ ngơi ở đây, tôi sẽ gọi Lê Uy Long và kêu anh ấy đến đón." Chu Nhược Mai đột nhiên cảm thấy không khỏe, cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô nhất định sẽ không đồng ý ở lại đại thành này nghỉ ngơi. Vì vậy, Chu Nhược Mai nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và chuẩn bị gọi Lê Uy Long. Tuy nhiên, khi cô vừa bấm số điện thoại của vĩnh thiên chu lệ ngọc đã vội giật lấy chiếc điện thoại và nói kìa chị em không muốn phải gặp rắc rối với anh rể vì chuyện nhỏ này như vậy sẽ phiền lắm nếu anh rể đến lại thấy chị đang ở đây cùng cậu phan thì thế nào cũng hiểu lầm nếu vì em mà anh chị lại mau thuẫn em sẽ thấy ái náy lắm chỉ là một bữa ăn thôi em cũng đang ở đây anh rể của em sẽ không để bụng đâu mau đưa điện thoại cho chị chị phải gọi cho anh ấy để báo anh ấy đến đón chị chu nhược mai thều thào nói chu lệ ngọc tất nhiên sẽ không trả lại điện thoại cho chu nhược mai nhưng cô ta vẫn nói chị à đừng nói nhiều nữa em thấy chị mệt lắm rồi đó nếu chị thực sự muốn đi về thì để em đưa chị về nhưng em vừa uống rượu làm sao đưa chị về được chu nhược mai hỏi đúng là em không thể lái xe sau khi vừa uống rượu nhưng em có thể bắt taxi cùng chị trở về thôi nào để em đưa chị ra ngoài trước rồi chúng ta sẽ bắt taxi về nhà." Nói xong, Chu Nhược Mai liền dìu Chu Nhược Mai rời khỏi căn phòng mà không giải thích thêm lời nào. Tất nhiên, Chu Lệ Ngọc sẽ không bao giờ đưa Dư Hân về nhà an toàn. Cô ta muốn lợi dụng lúc Dư Hân đang mất dần ý thức để đưa cô đến thang máy và sau đó đi trực tiếp đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Đầu Chu Nhược Mai lúc này đã trở nên mụ mẫm hoàn toàn, thấy Chu Lệ Ngọc tỏ ra rất tốt bụng và có vẻ đáng tin thì không còn nghi ngờ gì nữa. Vì vậy cô đã để Phi Phi từ từ dìu ra khỏi phòng. Phan Thiên và Trần An Huy cũng hiểu ngay được ý định của Chu Lệ Ngọc và ngay lập tức theo cô ta ra khỏi phòng. Chương 163 tìm cách ép buộc. Lúc này mặc dù Chu Nhược Mai đã cảm thấy hơi choáng váng nhưng do dược lực của thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn phát tác hết nên thần trí của cô vẫn còn tỉnh táo. Chu Lệ Ngọc dìu Chu Nhược Mai đưa cô bước ra ngoài cửa hướng về phía cầu thang máy ngoài hành lang. Các nhân viên của nhà hàng Đại Thành hầu hết đều biết Phan Thiên vì anh ta thường đưa bạn bè đến ăn uống tại đây, và tất cả bọn họ cũng đều biết rằng nhà hàng này thuộc sở hữu của gia đình anh ta. Phan Thiên chính là chủ sở hữu trẻ của nhà hàng này. Đi dọc hành lang, bất kỳ nhân viên nào gặp Phan Thiên, họ đều cúi đầu và kính cẩn chào to ông chủ trẻ Phan gia của họ. Chu Nhược Mai đã gần đi tới cửa thang máy, mắt cô lúc này càng ngày càng mờ đi và cảm giác chịu nặng thường trực đè lên đầu óc. Cô cố gắng dùng hết định lực để giữ cho mình chút ít sự tỉnh táo còn sót lại trong đầu. Mắt thấy Chu Lệ Ngọc nhanh tay nhấn nút số 8 trên bảng điều khiển của thang máy, Chu Nhược Mai thận trọng hỏi, người vẫn còn hơi tỉnh táo. "Phi Phi, chúng ta đi xuống cầu thang, tại sao em lại nhấn lên tầng 8?" "Chị ơi, tình hình của chị có vẻ tệ quá, đừng về nữa, em sẽ lấy một phòng để chị nghỉ lại đây với em đêm nay." Chu Lệ Ngọc không ngờ rằng Chu Nhược Mai đã có vẻ choáng váng đến thế lại vẫn kịp nhận ra cô ta đã nhấn tầng 8 nên đành nói bừa. Không, chị muốn về nhà. Chu Nhược Mai nói cương quyết, cơ thể cô khó chịu một cách lạ lùng, đầu óc ngày càng mờ mịt và choáng váng một cách không thể giải thích được nên Chu Nhược Mai liền trở nên cảnh giác. Cô cương quyết không muốn qua đêm trong phòng nghỉ của nhà hàng đại thành này. Lúc này, Phan Thiên và Trần An Huy đã chạy tới và vây quanh Chu Nhược Mai. Sư Hân, em đã không được tỉnh táo lại đi taxi về đêm hôm thế này thật sự rất không an toàn kể cả có phi phi cùng đi cũng hoàn toàn không ổn để an toàn cho em anh nghĩ tốt hơn là em hãy nghỉ lại đây một đêm phan thiên cố gắng thuyết phục kế hoạch đã gần như hoàn hảo mọi chuyện đã sắp thành công đến nước này thì dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ để cho chu nhược mai quay về đúng vậy kể cả khi chị yêu cầu phi phi đưa chị về thì cả hai đều là phụ nữ nếu có bất kỳ bất chắc nào xảy ra trên đường đi thì hai chị em biết phải làm sao. Tôi cũng cảm thấy không yên tâm chút nào, vì vậy bây giờ chị đừng về nhà nữa. Trần An Huy cũng thuyết phục. Chị ơi, em nghĩ những gì hai anh ấy vừa nói đều rất hợp lý. Họ đương nhiên không an tâm nếu hai người phụ nữ chúng ta đi taxi về đêm hôm như thế. Tại sao chúng ta không ở lại nhà hàng Đại Thành một đêm? Dù gì còn có em ở đây, chị lo sợ gì chứ? Chu Lệ Ngọc cũng ra công thuyết phục đã đến bước cuối cùng của kế hoạch tuyệt hảo mà cô ta dày công vạch ra cô ta chắc chắn sẽ không để chu nhược mai về nhà chỉ cần thực hiện thành công kế hoạch và kiểm soát được chu nhược mai thì trong tương lai bọn họ có thể hoàn toàn làm chủ các dự án của tập đoàn galaxy như mong ước đừng nói về chuyện đó nữa tôi sẽ không nghỉ lại ở đây phi phi buông chị ra để chị về chị sẽ tự về một mình chu nhược mai vừa nói vừa đẩy chu lệ ngọc ra và tự mình đi xuống cầu thang thấy Chu Nhược Mai vô cùng cương quyết, Phan Thiên lập tức đứng lên ngay phía trước để chặn đường của cô. Miếng ăn đã kề tận miệng làm sao anh ta có thể để miếng mồi béo bở thoát đi cho được. Chu Nhược Mai, nếu em đi taxi về nhà một mình, tôi thậm chí còn lo lắng hơn. Nếu có sự cố xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Phan Thiên nói, chuyện xảy ra với tôi thì đâu cần anh phải chịu trách nhiệm. Tại sao anh lại có vẻ lo lắng như vậy? Tránh ra, Chu Nhược Mai cảm thấy mọi việc hoàn toàn không bình thường. Lúc này, thang máy đã lên đến tầng 2 và cánh cửa ngay lập tức đã mở ra. "Tôi làm mọi thứ hoàn toàn vì lợi ích và sự an toàn của em." Phan Thiên Cố tỏ ra thành thật. "Đúng thế, chị là chị gái của em, nếu có chuyện gì xảy ra với chị, em biết phải giải thích ra sao với chú và gì? Em phải đối mặt với nhà họ Chu chúng ta ra sao?" Chu Lệ Ngọc nói. "Đúng rồi," đêm hôm mà đi taxi thì thật quá sức nguy hiểm với một người phụ nữ ai biết trước được chuyện gì xảy ra khi chị lên xe với một người lạ trần an huy cũng góp miệng nói thấy bọn phan thiên chu lệ ngọc và trần an huy đều khăng khăng bắt mình phải ngủ lại ở đây chu nhược mai càng trở nên nghi ngờ cô càng nghe càng cảm thấy mọi chuyện có vẻ như không ổn đừng ngăn tôi đi để tôi trở về nhà chỉ là đi taxi về nhà sao có thể đáng sợ như lời các người nói Chu Nhược Mai nói to. Tuy nhiên, Phan Thiên không những không nhường đường mà còn dùng lực đẩy Chu Nhược Mai vào thang máy. Chương 164: Kêu cứu. Chu Nhược Mai giật mình, cô vội vàng dùng tay níu lấy cửa thang máy nhất định không chịu đi vào. "Phan Thiên, hãy tự trọng, anh mà còn kéo tôi tôi sẽ kêu to lên đó." Chu Nhược Mai giận dữ cảnh báo. Tất nhiên, Phan Thiên không sợ Chu Nhược Mai kêu cứu. Nhà hàng này được điều hành bởi nhà anh ta anh ta là chủ sở hữu trẻ của đại thành này tất cả các nhân viên ở đây đều biết anh ta ai dám xông ra can thiệp mọi việc tôi đang làm đều vì lợi ích của em sẽ rất không an toàn khi một người phụ nữ như em lại bắt taxi về nhà đêm hôm như thế phan thiên không thể tìm ra được lý do nào tốt hơn vì vậy hắn ta chỉ có thể lặp đi lặp lại lý do này liên tục cứu tôi với chu nhược mai không muốn nói dài dòng với phan thiên nữa cô hét to lên cầu cứu tuy nhiên Đám nhân viên ở nhà hàng Đại Thành như bị câm bị điếc, không có bất cứ một phản hồi nào với những lời kêu cứu của Chu Nhược Mai. Tất nhiên rồi, ai cũng biết ông chủ trẻ Phan Thiên kia, làm sao có ai dám xem vào việc riêng của ông chủ. Vài khách hàng nghe thấy cũng lờ đi, không muốn bị xem là tọc mạch. Một số khách thậm chí nghĩ rằng đó là một trò đùa giữa các cặp vợ chồng. Chu Nhược Mai lại nghĩ đến việc gọi Lê Uy Long để được giúp đỡ, nhưng trước đó Chu Lệ Ngọc đã giật mất điện thoại di động của cô rồi. Chu Lệ Ngọc, trả lại điện thoại cho tôi. Chu Nhược Mai hét lên với Chu Lệ Ngọc, không còn xưng em gọi chị với cô ta nữa. Đến lúc này cô đã bắt đầu nghi ngờ đồ uống mà mình đã uống đã bị Chu Lệ Ngọc nhúng tay dở trò. Và rất có thể chính Chu Lệ Ngọc đã câu kết với Phan Thiên bày ra mọi trò ở đây. Chị ơi, chị muốn gọi ai? Đừng la hét ở đây, thật là xấu hổ. Theo tôi vào thang máy nhanh lên. Chu Lệ Ngọc không những không trả lại điện thoại cho Chu Nhược Mai mà còn giật cánh tay cô đang cố vịn vào cửa thang máy để cố gắng kéo cô vào bên trong. "Mở cửa ngay cho tôi, Chu Lệ Ngọc, tôi đã luôn coi cô là em gái của tôi, nhưng cô lại thực sự muốn hợp tác với họ để làm hại tôi." Chu Nhược Mai tức giận nhìn Chu Lệ Ngọc và hét lớn. Lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao tối nay Chu Lệ Ngọc lại đột nhiên mời mình đi ăn. Hóa ra cô ta đã thực sự lừa cô tới đây, bỏ thuốc mê vào đồ uống hợp tác với phan thiên để làm hại chính chị gái của cô ta chị ơi chị uống quá nhiều rồi chị đang nói gì vậy có ai làm hại chị ở đây đâu em không để chị quay lại tất cả vì sự an toàn của chị mà thôi chu lệ ngọc nhìn thấy một số vị khách đi qua liếc nhìn nghi ngờ nên cô tiếp tục ngọt nhạt nói vài lời che mắt mọi người xem như chu nhược mai đã uống quá say mới nói năng hồ đồ như vậy tôi hoàn toàn không uống tôi đã uống quá nhiều ở đâu Chu Nhược Mai tức giận nói. Lúc này, Trần An Huy thấy rằng Phan Thiên và Chu Lệ Ngọc không thể đẩy Chu Nhược Mai vào thang máy dù có cố sức thế nào, nên hắn ta cũng đến để giúp đẩy cô vào cùng bọn họ. Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy thấy rằng Chu Nhược Mai đã đoán được hành tung và kế hoạch của bọn chúng nên chúng không thể tiếp tục dây dưa ở đây lâu hơn được. Chừng nào Chu Nhược Mai bị đẩy vào thang máy rồi thì cô ta sẽ được đưa ngay lên phòng chỉ cần đưa được cô ta lên được phòng thì mọi thứ sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch chu nhược mai tiếp tục gắng sức bám vào mép cửa thang máy và nhất định không chịu bước vào cô biết rằng một khi bước vào thang máy việc thoát được ra ngoài sẽ càng khó khăn hơn vì tay chu nhược mai còn đang bám ở cửa thang máy nên thang máy không thể đóng được cứu tôi với có người định cưỡng ép tôi không còn cách nào khác chu nhược mai lại bắt đầu kêu lên tuy nhiên Đám nhân viên xung quanh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với lời kêu cứu của cô. Những thực khách bên ngoài cũng vậy, ngoài hành lang cũng có vài người đang đợi thang máy, nhưng họ chỉ điềm nhiên đứng ngoài, hiếu kỳ nhìn sự lộn xộn trước cửa thang máy mà không mảy may can thiệp. Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy thấy Chu Nhược Mai đã bị trúng thuốc mê và vẫn có thể gắng gượng tỉnh táo và ngoan cố không chịu vào trong, bọn chúng liền hối hận. Chúng lo lắng, có vẻ như chúng đã hành động quá vội vàng nếu chúng biết rằng dược lực của thuốc mê chưa phát tác hoàn toàn thì chúng sẽ tìm cách giữ cô lại trong phòng ăn chờ cho tới lúc chu nhược mai thực sự mê man thì chúng mới đưa cô đi lúc đó mọi thứ sẽ rất dễ dàng không hề ảnh hưởng gì cả nên với tình huống lúc này chúng hoàn toàn khó xử buông tôi ra đừng đẩy tôi cứu tôi với chu nhược mai hét lên khàn đặc giọng cô ngày càng yếu dần cuối cùng thuốc đã gần như hoàn toàn ngấm vào cô nếu những kẻ này còn tiếp tục đẩy nữa Cô sẽ không còn chịu nổi và nhanh chóng sẽ bị đẩy vào thang máy. Nguyễn Tú Cẩm đang ăn ở sảnh, nghe thấy tiếng hét lên kêu cứu của một người phụ nữ. Giọng rất quen, cô lắng nghe cẩn thận và cảm thấy nó rất giống giọng của Chu Nhược Mai, vì vậy cô vội vàng đặt đũa xuống, đứng dậy và chạy về hướng phát ra tiếng kêu cứu. Khi Nguyễn Tú Cẩm chạy đến thang máy, cô đã rất sốc khi thấy người bạn thân nhất của mình Chu Nhược Mai đang bị Phan Thiên, Trần An Huy và Chu Lệ Ngọc cố sức đẩy vào thang máy chương 165 rằng co, các người đang làm gì vậy? Buông Dư Hân ra, Nguyễn Tú Cẩm hét lên. Cô không nghĩ rằng người bạn thân nhất của mình cũng đang ở trong nhà hàng Đại Thành và lại còn đang bị những kẻ này bắt nạt. Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đều giật mình khi nghe tiếng hét tức giận phía sau. Bọn chúng quay đầu lại và thấy Nguyễn Tú Cẩm, bạn thân nhất của Chu Nhược Mai, đang nhìn chúng giận dữ. Bởi vì Nguyễn Tú Cẩm là bạn thân nhất của Chu Nhược Mai nên tất cả bọn chúng đều biết cô. Và Nguyễn Tú Cẩm cũng biết chúng. Khi Chu Nhược Mai nghe thấy giọng nói thân quen của Nguyễn Tú Cẩm, cô quay đầu lại nhìn. Thấy người bạn thân nhất của mình đến, Chu Nhược Mai vui mừng khôn xiết. Cô không ngờ rằng người bạn thân nhất của mình là Nguyễn Tú Cẩm sẽ xuất hiện ở đây cứu mình. Tú Hằng, cứu tớ với. Nhìn thấy Nguyễn Tú Cẩm, cô mừng rõ như thể nhìn thấy một vị cứu tinh thả cô ấy ra, để Dư Hân đi, nếu không tôi sẽ không nương tay với các người đâu. Nguyễn Tú Cẩm giận dữ nói. Mặc dù cô không biết tại sao Chu Nhược Mai lại ở cùng Phan Thiên và những người khác, nhưng tình hình hiện tại trước mắt có vẻ rất nghiêm trọng và cô chưa có thời gian để hỏi những câu này. ưu tiên hàng đầu là giải cứu Chu Nhược Mai đã. Từ sự phản kháng và lời kêu cứu của Chu Nhược Mai, có thể thấy rằng người bạn gái thân thiết của cô không muốn đi cùng bọn chúng. Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy nhìn Tú Hằng chằm chằm. Chúng nhanh chóng nhận ra chỉ có mỗi Nguyễn Tú cầm đến. Cô ta lại là một người phụ nữ nên chúng không thèm để cô vào mắt. Nguyễn Tú cẩm, việc ở đây không liên quan gì đến cô. Đừng có tọc mạch, hãy tránh ra khỏi đây không lại trách chúng tôi không nhân nhượng. Chu Lệ Ngọc nói to. Chị gái của cô, Chu Nhược Mai, là bạn gái thân nhất của tôi. Bây giờ cô ấy đang bị cô bắt nạt, làm sao tôi lại để cô ấy lại một mình được. Chu Lệ Ngọc, thậm chí cô còn hùa cùng người khác bắt nạt chị gái của mình, cô có còn là một con người không đấy?" Nguyễn Tú Cẩm chửi rủa và vội vã chạy về phía Chu Nhược Mai. Cô muốn kéo Chu Nhược Mai ra khỏi tay bọn người đáng ghét đang vây quanh. Phan Thiên thấy Nguyễn Tú Cẩm dám lao vào phá hỏng việc riêng thú vị của mình, hắn ta lập tức đứng lên giơ chân đá vào bụng cô. "Á!" À, Nguyễn Tú Cẩm không ngờ Phan Thiên đột nhiên đứng phát lên đá mình. Cô mất cảnh giác và bị đá ngay vào bụng. Tú Hằng hét lên và ngã ngửa xuống đất. Tú Hằng, Chu Nhược Mai hét lên lo lắng khi thấy bạn gái mình bị đánh. Cô muốn lao tới để đỡ Nguyễn Tú cầm lên, nhưng cô bị Chu Lệ Ngọc giữ chặt nên không thể nào vùng đứng lên được. Phan Thiên, đồ đê tiện, anh lại đánh cả phụ nữ, tôi sẽ cho anh biết tay." Nguyễn Tú cầm đứng dậy khỏi mặt đất, hét lên và lao về phía Phan Thiên với 10 đầu móng tay sắc nhọn được tỉa tót cẩn thận của mình. Cô nhào tới, không ngừng vươn tay cào thẳng 10 đầu ngón tay vào mặt Phan Thiên. Vũ khí lợi hại nhất của một người phụ nữ trong một cuộc chiến chính là bộ móng tay và Phan Thiên, một cậu ấm ăn sung mặc sướng từ nhỏ, lớn lên trong chăn ấm nệm êm, không quen đánh nhau kiểu trợ búa ngoài đường thì làm sao có thể đỡ lại bộ móng vuốt ấy của Tú Hằng. Trần An Huy và Chu Lệ Ngọc nhìn thấy mà sững sờ. Bọn chúng không thể ngờ rằng Phan Thiên lại bạc nhược đến mức thậm chí không thể đánh bại một người phụ nữ, Đám nhân viên của nhà hàng Đại Thành đều giật mình khi thấy Phan Thiên bất ngờ bị một người phụ nữ xông vào điên cuồng cào cấu đến tué máu trên mặt, liền vội vã chạy đi gọi bảo vệ. Trần An Huy thấy Phan Thiên bị Nguyễn Tú Cẩm cào cho tơi tả liền lập tức chạy tới giúp hắn ta đối phó với Nguyễn Tú Cẩm. Một mình Nguyễn Tú Cẩm chống chọi lại hai người đàn ông. Cảnh tượng thật hết sức phi lý và hung hiểm. Tuy nhiên, rốt cuộc lấy một chọi hai, và lại là một người phụ nữ nên dù hai kẻ đó có là hai gã đàn ông yếu đuối, cũng là một việc khó khăn với Tú Hằng, nên cô nhanh chóng bị chúng đẩy xuống đất. Tú Hằng thấy Nguyễn Tú Cẩm ngã xuống đất, Chu Nhược Mai cố gắng vùng lên thoát khỏi cánh tay có phần nới lỏng vì căng thẳng theo dõi pha vật lộn phía bên kia của Chu Lệ Ngọc và chạy đến bên Nguyễn Tú Cẩm để đỡ cô dậy. Chương 166 bị bắt. Sư Hân, đi thôi. Nguyễn Tú Cẩm không dám xông tới chiến đấu tiếp nữa, điều quan trọng nhất là đưa Chu Nhược Mai ra khỏi nơi này trước đã. Ừ. Chu Nhược Mai cũng biết rằng tình hình rất nghiêm trọng và không nên ở đây lâu, vì vậy cô ngay lập tức đi theo Nguyễn Tú Cẩm. Tuy nhiên, vì đã bị trúng thuốc mê, chân Chu Nhược Mai mất lực, liên tục khuỵu xuống khiến cô không thể nào đi nhanh được. Phan Thiên cảm thấy đau đớn nóng bỏng khắp mặt, hắn ta dùng tay chạm vào mặt và thấy tay mình dính đầy máu, liền đùng đùng nổi giận. Một kẻ kiêu ngạo như hắn ta lại bị đánh bởi một người phụ nữ ngay trong nhà hàng của mình bị cô ta làm cho tơi tả sốc xếch đến mức này thì còn gì là mặt mũi nữa. Hình ảnh một vị thiếu gia trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có đã bị cô ta phá hỏng hoàn toàn. Điều hắn quan tâm hơn hết là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xưa nay giờ đây dọc ngang toàn vết cào, vết xước. Vậy thì làm sao mà hắn không giận điên lên được? Lúc này vô số nhân viên bảo vệ chạy đến từ nhiều hành lang khác nhau. Thiếu gia Huy Thành, chuyện gì đã xảy ra? đội trưởng an ninh bị sốc khi nhìn thấy khuôn mặt của phan thiên đầy máu nên vội vàng hỏi giữ hai người phụ nữ đó lại không để ai trong bọn họ thoát khỏi đây phan thiên chỉ vào chu nhược mai và nguyễn tú cẩm và hét lên giận dữ đám nhân viên bảo vệ lập tức chạy tới bao vây chu nhược mai và nguyễn tú cẩm chu nhược mai và nguyễn tú cẩm bị bao vây bởi rất nhiều nhân viên bảo vệ nguyễn tú cẩm thầm kêu không ổn trong lòng đến lúc này thì khó lòng mà thoát được thiếu gia huy thành chúng tôi đã bao vây hai người phụ nữ đó, tiếp theo phải làm gì với họ? Đội trưởng đội bảo vệ hỏi. Dọn sạch tất cả khách trong sảnh ở tầng 2, nếu họ không trả tiền thì không cần lấy tiền của họ. Số khách còn lại trong các phòng ăn thì hãy giữ họ ở yên vị trí. Phan Thiên cảm thấy lo ngại về bộ mặt đẹp trai yêu quý của hắn. Những vết tú hằng cào biết đâu lại để lại sẹo vì vậy hắn ta nhất định phải tìm cách tra tấn Nguyễn Tú Cẩm mới hả. Tuy nhiên, Vốn là vị thiếu gia đẹp trai, hào hoa của Phan gia, lẽ dĩ nhiên hắn sẽ không thể để cho khách hàng nhìn thấy những điều thô lỗ như vậy. Nó sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh tương lai nên Huy Thành mới yêu cầu đám nhân viên bảo vệ dọn dẹp hiện trường trước. Dù sao, bây giờ Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm có mọc cánh cũng không thoát được khỏi đây, họ đã là cá nằm trong chậu thì không có gì phải vội vàng nữa cả. Vì vậy, Phan Thiên không cần suốt ruột, trong lãnh thổ của mình, hắn ta có thể chơi bất cứ thứ gì hắn ta muốn. Tất nhiên, ngoài những cảnh hành hạ Nguyễn Tú Cẩm mà người ngoài không nên nhìn thấy, chuyện sắp tới hắn buộc Chu Nhược Mai phải lên căn phòng trên tầng 8 thì đương nhiên không thể cho người ngoài biết. Miễn là hắn có thể ngủ được với Chu Nhược Mai, quay video để điều khiển cô ấy, từ đó mang về vô số dự án Galaxy Group cho gia đình họ Phan thì thiệt hại vài vị khách trong sảnh chỉ là chuyện nước trong thùng vơi đi vài giọt. Vâng, đội trưởng đội bảo vệ nói. Anh ta lập tức yêu cầu một số nhân viên bảo vệ dọn dẹp hiện trường, để lại một vài người trong số họ tiếp tục bao vây Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Đồng thời, anh ta cũng yêu cầu một số nhân viên bảo vệ canh gác trước cửa mỗi phòng ăn, ngăn không cho khách trong phòng ra ngoài để xem cuộc vui. Những vị khách ngoài sảnh thấy không cần phải trả tiền ăn cũng không có gì phàn nàn, liền lần lượt rời đi nhanh chóng. Vài người muốn ăn nhưng bắt buộc phải đi cũng có vẻ không hài lòng nhưng đều không dám phản đối Phan Thiên. Có rất nhiều nhân viên bảo vệ ở đây, họ không muốn mua thêm rắc rối vào người. Mặc dù trước tình hình này Nguyễn Tú Cẩm có hơi sợ hãi, nhưng đầu óc cô vẫn rất minh mẫn. Ngay lập tức lợi dụng lúc những người bảo vệ không chú ý, cô lặng lẽ rút điện thoại di động ra, rồi bấm số gọi Lê Uy Long để nhờ anh giúp đỡ. Thời gian vừa qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô hoàn toàn tin chắc vào năng lực phi thường của Lê Uy Long. Trong tình hình hiện tại, chỉ có Lê Uy Long mới có thể đến cứu cô và Chu Nhược Mai. Chương 167 Cầu viện lúc này trong nhà hàng milky pavilion anh thiên yêu quý em nghe nói anh luôn bị xem là một gã con rể vô dụng của nhà họ chua ở thành phố đà lạt này mà anh lại còn sợ vợ nữa nghe chừng chuyện này mới khôi hài làm sao chuyện gì đang xảy ra vậy sau vài ly rượu ngọc vinh lại bắt đầu buôn chuyện khi nào lại đến lượt câu hỏi về chuyện riêng của tôi như vậy khuôn mặt của lê uy long đột nhiên tối sầm lại ha ha Tôi thực sự không nghĩ rằng một người tàn nhẫn như anh lại thực sự sợ vợ mình cơ đấy. Hà Ngọc Lan cười. Đó là bởi vì tôi yêu cô ấy, tôi muốn chiều chuộng cô ấy, nên tôi sợ cô ấy. Lê Uy Long nói. Hà Ngọc Lan nói, tôi nghĩ rằng ngoài việc yêu vợ, anh còn rất tốt với những nữ quân nhân như chúng tôi. Anh sinh ra không phải là người có thể tàn nhẫn với phụ nữ. Đó là bởi vì cô chưa phạm sai lầm lớn. Nếu cô dám mắc vào một sai lầm lớn nào hoặc vi phạm vào nguyên tắc của tôi, thì tôi sẽ không nương tay mà giải quyết cô ngay lập tức." Lệ Uy Long nói. Anh thực sự bị Hà Ngọc Lan nắm thóp, điểm yếu của Lệ Uy Long là sự tôn trọng lớn lao anh dành cho phụ nữ. Với họ anh quá khoan dung và dễ bị họ tiếp cận. Sau đó, Hà Ngọc Lan mới thường hay lần với vị tổng tư lệnh của mình như thế. Tất nhiên, cũng có nhiều nữ quân nhân như Hà Ngọc Lan, những cô gái ưa nũng nịu, không nghe lời Lệ Uy Long. Bình thường, anh luôn bị những nữ quân nhân này trêu chọc và anh cũng đã quen với điều đó cũng vì sự khoan dung đó anh không muốn đưa các nữ binh sĩ đi chiến đấu hoặc thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm một mặt anh sợ rằng họ sẽ bị tổn thương và mặt khác anh sợ rằng họ sẽ gặp rắc rối tôi hoàn toàn trung thành với anh và sẽ không bao giờ vi phạm nguyên tắc của anh không có gì phải lo lắng hà ngọc lan vừa nói vừa mỉm cười yểu điệu lúc này điện thoại di động của lê huy long đột một reo lên anh lấy nó ra và thấy nguyễn tú cẩm đang gọi anh khá ngạc nhiên vì nguyễn tú cẩm chỉ mới chuyển đi chưa đến một ngày vậy tại sao bây giờ cô ấy lại gọi này cô gọi tôi có việc gì thế lê uy long hỏi ngay khi anh bấm trả lời lê uy long dư hân và tôi hiện đang bị bao vây ở nhà hàng đại thành hãy đến đây để cứu chúng tôi giọng nói lo lắng căng thẳng nhưng rất nhỏ của nguyễn tú cẩm vang lên qua điện thoại lê uy long đột nhiên cau mày và hỏi có chuyện gì vậy Tuy nhiên, Nguyễn Tú Cẩm không trả lời anh. Vĩnh Thiên chỉ nghe thấy tiếng động từ bên kia đầu dây. Lê Uy Long đột nhiên có một linh cảm đáng ngại, anh ngừng nói nhưng lặng lẽ lắng nghe những giọng nói phát ra từ điện thoại. Bộ óc nhanh nhạy của một con sói ngoài chiến trường nhanh chóng phân tích những gì đang xảy ra ở đó. Lúc này, ở nhà hàng Đại Thành, ngay khi Nguyễn Tú Cẩm bấm số điện thoại gọi Lê Uy Long và thì thầm với anh được vài lời thì Phan Thiên bước tới lúc này toàn bộ sảnh tầng 2 đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả khách khứa đã rời đi hết và Phan Thiên sắp bắt đầu hành động. Nguyễn Tú cẩm sợ rằng Phan Thiên sẽ biết cô đã gọi cho Lê Uy Long nên vội vàng ngừng nói. Thấy bóng hắn đang hùng hổ đi tới cô giật thoát mình, không kịp tắt cuộc gọi, cô vội vã bỏ điện thoại trở lại vào túi quần. Phan Thiên, anh định làm gì? Nguyễn Tú cẩm nhìn Phan Thiên, gương mặt hắn ta đầy máu, trông cực kỳ đáng sợ toàn thân nguyễn tú cẩm run lên vì sợ nguyễn tú cẩm cô dám cào vào mặt tôi bây giờ để xem tôi xử lại cô như thế nào phan thiên nói dữ dội anh đánh tôi trước anh dám bắt dư hân anh muốn làm gì cô ấy nguyễn tú cẩm cứng cỏi nói đến lúc này thì tôi không ngại nói với cô phan thiên kéo dài giọng tôi luôn muốn có được chu nhược mai nhưng cô ấy thả cưới lê uy long một kẻ ăn bám vô tích sự hơn là cưới tôi bây giờ cô ấy đã bị tôi đánh thuốc mê một chốc nữa tôi sẽ đưa cô ấy lên một căn phòng trên tầng 8 và tận hưởng cô ấy cô đã rõ chưa ha 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 thấy cá đã nằm trong lưới không thể thoát được đi đâu phan thiên không ngại kể cho nguyễn tú cẩm nghe về kế hoạch xấu xa của mình dù sao chỉ cần có video ghi lại cảnh giường chiếu nóng bỏng ấy thì không những chu nhược mai mà cả nguyễn tú cẩm sẽ vì giữ gìn danh tiếng cho dư hân mà không dám hé răng thốt lên một lời đương nhiên rồi Chuyện đó mà truyền ra ngoài thì làm sao cô bạn gái thân của Nguyễn Tú Cẩm có thể ngước đầu lên nhìn ai được. Lúc này, Chu Nhược Mai vẫn còn chút ít tỉnh táo, đã gần như sốc khi nghe những lời Phan Thiên vừa nói. Hóa ra cô đã thực sự bị chúng đánh thuốc mê, trách gì cô lại có cái cảm giác khó chịu không thể tả đó. Chương 168 Chu Nhược Mai bị bỏ thuốc. Lúc này, cô cũng hoàn toàn hiểu rằng, em họ của cô, Chu Lệ Ngọc mời cô đi ăn tối. Chẳng qua là để giúp Phan Thiên có được cô. Chu Lệ Ngọc với Phan Thiên đúng là lòng lang dạ sói, lại hợp tác với nhau để hãm hại cô. "Phan Thiên, anh, sao anh dám làm chuyện đê hèn và vô liêm sỉ như vậy với Chu Nhược Mai?" Nguyễn Tú cầm cực kỳ tức giận, cô không ngờ Phan Thiên bề ngoài đẹp trai này lại là một con thú đội lốt người. "Cái gì mà tôi không dám? Người phụ nữ tôi thích, tôi nhất định phải lấy được." Phan Thiên nói. "Nếu anh dám động đến một sợi tóc của Dư Hân, Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho anh." Nguyễn Tú Cẩm nói một cách hung hăng. "Đặt cô ta xuống đất đi, tôi sẽ từ từ tra tấn cô ta." Phan Thiên không muốn nói nhảm với Nguyễn Tú Cẩm, gương mặt của hắn ta đã bị Nguyễn Tú Cẩm cào nát, hắn ta muốn trả thù cô gấp hàng trăm lần. Hai bảo vệ ngay lập tức đè Nguyễn Tú Cẩm xuống đất. Một phụ nữ yếu đuối như Nguyễn Tú Cẩm không phải là đối thủ của những bảo vệ này, một lúc sau cô đã bị những bảo vệ đó bắt quỳ xuống đất trước mặt Phan Thiên nhìn thấy Nguyễn Tú Cẩm bị những bảo vệ giữ lại, Chu Nhược Mai lo lắng hét lên thả cô ấy ra. Tuy nhiên, làm sao những bảo vệ đó có thể nghe lời cô? Chu Nhược Mai định liều mạng với những bảo vệ này, Chu Lệ Ngọc lập tức đi tới ôm lấy cô. Chu Nhược Mai đã trúng độc, lúc này cô yếu ớt, không thể thoát khỏi vòng tay của Chu Lệ Ngọc. Phan Thiên thấy Nguyễn Tú Cẩm quỳ trước mặt mình, thế là hắn ta đưa tay lên và bắt đầu tát vào mặt cô ấy. Bốp bốp bốp, Phan Huy thắng tát liên tục vào hai bên mặt của Nguyễn Tú Cẩm. Đừng đánh nữa, đừng đánh cô ấy nữa." Chu Nhược Mai khàn giọng hét lên khi nhìn thấy Nguyễn Tú Cẩm bị đánh. Tất nhiên Phan Thiên sẽ không nghe Chu Nhược Mai, tiếp tục tát Nguyễn Tú Cẩm. Bốp, mặt cô ấy không ngừng bị tát. Một lúc sau, Nguyễn Tú Cẩm bị tát đến mức sưng cả hai bên mặt, khóe miệng chảy nhiều máu. Chu Nhược Mai rất đau lòng khi thấy Nguyễn Tú Cẩm bị đánh đập dã man như vậy cô muốn lao đến cứu nguyễn tú cẩm nhưng lại bị chu lệ ngọc ôm chặt cơ thể cô yếu đuối không thể thoát ra chu lệ ngọc con khốn này mau thả tôi ra chu nhược mai vừa vùng vẫy vừa chửi bới đương nhiên chu lệ ngọc sẽ không buông tha cho chu nhược mai mặc kệ cô mắng mỏ tiếp tục nhịn cô ta biết chỉ cần tác dụng thuốc của chu nhược mai phát huy hết tác dụng cô sẽ yên lặng mà ngoan ngoãn nghe lời phan huy thắng tát nguyễn tú cẩm đến mức khóe miệng chảy máu nhưng không buông tha cho cô ấy mà tiếp tục tát vào mặt cô. Lúc này, ở nhà hàng Milky Pavilion, vì Nguyễn Tú Cẩm không cúp máy nên Lê Uy Long có thể nghe thấy giọng nói của cô phát ra từ chiếc điện thoại, cũng như các cuộc trò chuyện giữa Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm và Phan Thiên. Thông qua những cuộc trò chuyện đó và âm thanh phát ra, Lê Uy Long đã biết rằng Chu Nhược Mai bị Phan Thiên bỏ thuốc, Chu Lệ Ngọc và Phan Thiên khốn nạn mã hãm hại Chu Nhược Mai, còn biết Nguyễn Tú Cẩm vì cứu Chu Nhược Mai mà lúc này đang bị Phan Huy Thắng tát. Chương 169 tình hình nguy cấp. Khi Lê Uy Long biết được những điều này xảy ra với Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, trái tim anh vô cùng tức giận, luồng sát khí trong anh bốc lên mạnh mẽ. Hà Ngọc Lan và Thiên Thành cũng nghe thấy giọng nói từ điện thoại di động của Lê Uy Long, họ cũng biết được rằng Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đang gặp nạn tại nhà hàng Đại Thành. Tôi đến nhà hàng Đại Thành đây không có thời gian cùng ăn cơm với hai người nữa. Lê Uy Long nói xong thì đứng dậy rời đi. Có người dám ra tay với vợ anh, hơn nữa còn đánh dã man bạn thân của vợ là Nguyễn Tú Cẩm, anh phải lập tức đến đó cứu người. Thiên Thành, anh mau thanh toán hóa đơn đi, tôi sẽ đi với Lê Uy Long. Hà Ngọc Lan biết Lê Uy Long sắp đến nhà hàng Milky Pavilion, tất nhiên cô ấy phải đi theo. Mục đích cuối cùng khi cô đến thành phố Đà Lạt là để bảo vệ Lê Uy Long bây giờ chuyện này xảy ra chắc chắn cô ấy sẽ không thể ở đây ăn cơm nữa đừng nhìn cô ấy thường nói đùa nhưng một khi xảy ra chuyện cô ấy rất nghiêm túc một khi cô ấy trở nên nghiêm túc ngay cả bản thân cô ấy cũng sợ tất nhiên thiên thành cũng biết tình hình ở nhà hàng đại thành rất khẩn cấp nên không nói nhảm nữa lập tức chạy đi thanh toán sau đó cũng đi theo hà ngọc lan và lê uy long cùng xuống lầu lần này cô ấy chủ động lái xe cho lê uy long mà không cần sự ra lệnh của anh Lệ Uy Long lên xe, không cúp máy mà bật chế độ rảnh tay, tiếp tục lắng nghe những gì đang diễn ra ở nhà hàng Đại Thành. Vì Thiên Thành đi thanh toán hóa đơn nên chậm trễ vài phút nên anh ấy xuất phát chậm hơn Lê Uy Long một chút. Tuy nhiên, anh ấy biết rằng Hà Ngọc Lan đã đi cùng Lệ Uy Long đến nhà hàng Đại Thành nên cũng không lo lắng gì. Nhà hàng Đại Thành cách nhà hàng Milky Pavilion không xa, ở ngay gần đó. Nhưng Hà Ngọc Lan là lần đầu tiên đi đến đó nên không biết phải đi thế nào. Vì vậy Lê Uy Long chỉ đường cho cô ấy. Hà Ngọc Lan là nữ sĩ quan quân đội xuất sắc nhất, đồng thời cô ấy cũng là đội trưởng, đương nhiên kỹ năng lái xe của cô ấy không cần phải nói. Theo sự chỉ dẫn của Lê Uy Long, cô ấy đã nhanh chóng đi đến nhà hàng Đại Thành. Tại thời điểm này, ở nhà hàng Đại Thành. Phan Thiên, vừa rồi tôi đã gọi điện cho Lê Uy Long rồi, nếu anh không muốn chết thì mau thả tôi và Dư Hân ra, nếu không đợi Lê Uy Long đến, anh nhất định sẽ phải trả giá đắt nguyễn tú cẩm bị đánh đến mức choáng váng chỉ đành nói ra thông tin đã gọi điện cho lê uy long cô ấy không biết lê uy long đã nghe những gì mình nói hay chưa bây giờ tình hình rất nguy cấp cô ấy chỉ có thể dùng lê uy long để uy hiếp phan thiên cô ấy bị đánh cũng không thành vấn đề ngộ nhỡ chu nhược mai bị phan thiên làm nhục thì mới là chuyện lớn lê uy long đến thì có thể làm gì đây là địa bàn của tôi nếu hắn ta dám đến tôi cũng sẽ xử lý hắn ta luôn Phan Thiên vừa nghe thấy cái tên phế vật Lê Uy Long đã thấy tức giận, nếu không phải là tại Lê Uy Long, hắn ta đã sớm theo đuổi được Chu Nhược Mai rồi kết hôn với cô rồi, sao còn phải bỏ thuốc cô làm gì? Nếu Lê Uy Long biết rằng anh đã bỏ thuốc và đối xử tồi tệ với vợ anh ấy, nói không chừng sẽ san bằng nhà hàng đại thành này. Nguyễn Tú Cẩm là một tiểu thuyết gia, nói chuyện cũng rất có khí thế. Tất nhiên, cô ấy biết sức mạnh và tính khí của Lê Uy Long nếu chọc giận anh anh sẽ thật sự san bằng nhà hàng đại thành san bằng nhà hàng đại thành cô tưởng hắn ta là siêu nhân sao phan thiên không cho là đúng mà nói ở đây có nhiều bảo vệ để bảo vệ hắn ta như thế lê uy long đến chỉ là tìm chết nguyễn tú cẩm này chỉ là muốn sử dụng lê uy long để khiến hắn ta sợ hãi mà thôi anh ấy còn lợi hại hơn thế rất nhiều không tin thì anh cứ chờ đấy mà xem nguyễn tú cẩm nói một cách tự tin chương 170 gọi điện cho Lê Uy Long. Chết đến nơi rồi còn già mồm à, để tôi xử lý cô trước. Phan Thiên nói xong liền bắt đầu hung hăng tát Nguyễn Tú Cẩm. Chu Nhược Mai thấy Nguyễn Tú Cẩm liên tục bị tát thì khóc lóc cầu xin, đừng đánh nữa. Nếu Phan Thiên anh tiếp tục đánh thì sẽ đánh chết người đấy. Phan Thiên nghe thấy Chu Nhược Mai nói như vậy thì nhớ ra một vấn đề, đó là khách sạn nhà hàng Đại Thành được trang bị hệ thống giám sát khắp nơi. Nếu thật sự làm chết người, bị cảnh sát tìm được chứng cứ thì có chút phiền phức. Cho dù không giết người, nhưng lại bị thương nặng, cảnh sát có điều tra đến thì cũng không tránh khỏi liên quan. Vì vậy, hắn ta nói với đội trưởng đội bảo vệ, mau cho người đóng hết camera giám sát nhà hàng đi, đồng thời xóa hết video, nếu có người kiểm tra thì cứ nói camera bị hỏng. Vâng, thưa cậu chủ Huy Thành, đội trưởng đội bảo vệ lập tức sắp xếp người đi kiểm tra và xóa đoạn video trên camera an ninh. Một số khách nghe thấy có tiếng ồn ào náo loạn thì muốn chạy tới hóng chuyện nhưng đều bị bảo vệ chặn ở cửa. Sau khi sắp xếp xong, đội trưởng đội bảo vệ chạy đến báo cáo cho Phan Thiên, "Thưa cậu chủ Huy Thành, đã tắt camera an ninh, hơn nữa còn xóa hết các video trong đó rồi." "Được rồi, đi mang dao gọt hoa quả cho tôi." Phan Thiên nói. "Vâng." Đội trưởng đội bảo vệ lập tức đi tìm dao gọt hoa quả. "Phan Thiên, anh muốn dao để làm gì?" nguyễn tú cẩm không khỏi có chút sợ hãi khi nghe phan thiên cho người lấy dao phan thiên này sẽ không điên rồ đến lấy dao giết người trong hoàn cảnh này đúng không tôi đánh mệt rồi muốn cho cô thấy máu một chút phan thiên nói hắn ta đánh nguyễn tú cẩm lâu như vậy nên đau tay vì vậy hắn ta không muốn đánh nữa mà muốn dùng dao cái gì mà máu chảy đừng có làm loạn nguyễn tú cẩm dù sao cũng là một phụ nữ tất nhiên cô ấy sợ hãi khi phan thiên nói rằng hắn ta muốn dùng dao với cô Cô đã cào vào mặt tôi, tôi cũng phải rạch mặt cô. Chỉ có rạch mặt cô, tôi mới có thể giải tỏa sự tức giận của mình. Khi Nguyễn Tú Cẩm nghe Phan Thiên nói như vậy, mặt cô tái đi vì sợ hãi. Phan Thiên này đúng là biến thái, mặt hắn ta chỉ bị móng tay cô làm xước một chút, không để lại vết tích gì, nhưng hắn ta lại muốn dùng dao rạch mặt cô. Là phụ nữ, cô sợ nhất là bị rạch mặt, thà chết chứ không để dung nhan bị hủy hoại nếu khuôn mặt của một người bị chầy xước và trở nên xấu xí thì sống có ý nghĩa gì nữa không anh cứ giết tôi đi đừng làm hỏng mặt tôi nguyễn tú cẩm van xin cô thực sự không ngờ phan thiên lại điên cuồng đến mức này để bảo toàn dung mạo cô phải cầu xin phan thiên ha ha tôi còn chưa làm gì mà cô đã bắt đầu sợ hãi rồi sao không phải cô vừa nói lê uy long sẽ tới san bằng nhà hàng đại thành này hay sao nếu tôi không khiến cô thê thảm thì làm sao có thể khiến lê uy long căm thù được nếu không đủ căm thù sao hắn ta có thể san bằng nhà hàng đại thành này phan thiên cười một cách điên cuồng phan thiên lúc này từ một người đàn ông tuấn tú đã hoàn toàn biến thành một con quỷ điên khát máu trông thật sự rất đáng sợ phan thiên anh làm thế này là tự tìm đến cái chết nếu chồng tôi lê uy long thực sự đến ngày chết của anh đã định chu nhược mai nói một cách hung dữ không ai ở đây hiểu rõ tính tình của Lê Uy Long hơn cô. Khi đó ở thung lũng Ngạc Na, hơn 5.000 người của bang Lion Gate và nhà họ Trương đều bị Lê Uy Long tức giận cho người tiêu diệt, huống gì một nhà hàng đại thành nho nhỏ. Thật sao, không phải vừa rồi Nguyễn Tú Cẩm nói đã thông báo cho chồng em rồi sao? Tại sao người chồng phế vật của em vẫn chưa đến đây? Lẽ nào hắn ta không dám đến? Phan Thiên hỏi với giọng đùa cợt. Chương 171 kế hoạch. Chu Nhược Mai rất tức giận khi thấy Phan Thiên dám khiêu khích như vậy. Cô không biết là Nguyễn Tú Cẩm đã thông báo cho Lê Uy Long đến đây hay chưa, cô muốn lập tức gọi điện cho Lê Uy Long và để anh đến đây trừng trị Phan Thiên. Vì vậy, cô nói với Chu Lệ Ngọc, Chu Lệ Ngọc, mau đưa điện thoại cho tôi. Chị, sao đang không tỉnh táo lại cần điện thoại để làm gì? Tôi sẽ giữ dùm chị, khi nào chị tỉnh táo lại thì tôi đưa cho, bây giờ mà đưa cho thì sợ chị lại đánh mất đừng có gọi tôi là chị tôi không có em gái như cô bây giờ tôi rất tỉnh táo đưa điện thoại di động cho tôi nhanh lên tôi muốn gọi cho lê huy long chu nhược mai hét lên bây giờ cô thực sự đang rất tỉnh táo bởi vì nguyễn tú cẩm bị phan thiên đánh và phan thiên còn muốn dùng dao rạch mặt nguyễn tú cẩm nữa cô sợ hãi đổ mồ hôi lạnh nên đã tỉnh táo lại rất nhiều lúc này ngoài cơ thể vẫn đang còn khó chịu thì đầu óc cô đã hoàn toàn tỉnh táo biết rằng chu lệ ngọc và phan thiên thông đồng với nhau để hại mình cô đã không muốn nhận em gái chu lệ ngọc này nữa được rồi chu nhược mai chị nghĩ tôi muốn chấp nhận chị sao từ nhỏ chị vẫn luôn nổi bật hơn tôi thậm chí ngay cả đám cưới tháng trước cũng là chị đã cướp mất sự nổi bật của tôi làm cho tôi rất mất mặt nếu chúng ta đã lật mặt nhau ra thì tôi cũng nói thẳng bữa cơm tối nay tôi mời là để cậu chủ huy thành có được chị bởi vì tôi hận chị chỉ cần hủy hoại được chị tôi mới không bị hào quang của chị che khuất nữa từ nay về sau chị phải khúm núm trước mặt tôi ngoan ngoãn nghe theo lời tôi chu lệ ngọc hoàn toàn nói ra sự thật chu lệ ngọc cô rất ác độc không ngờ cô lại làm như thế nếu để cho nhà họ chu biết bọn họ sẽ không tha cho cô đâu chu nhược mai nói đây thực sự là một lòng lang dạ sói không có lý do gì tự nhiên mời ăn cơm chắc chắn là có một âm mưu để rơi vào tình cảnh hiện tại chỉ trách bản thân mình quá tốt bụng, quá coi trọng tình cảm gia đình, quá dễ tin tưởng Chu Lệ Ngọc. Ha ha, nhà họ Chu sẽ biết chuyện này sao? Sau khi ngủ cùng cậu chủ Huy Thành, chị còn dám nói điều xấu hổ này ra hả? Nếu chị dám nói ra, chị sẽ bị cả thành phố Đà Lạt này chỉ trích là người phụ nữ chuyên đi mồi chài đàn ông." Chu Lệ Ngọc đắc y nói. "Chu Lệ Ngọc, cô đúng là đồ khốn nạn, nếu Lê Huy Long biết cô đã làm thế này với tôi, anh ấy sẽ không bao giờ tha cho cô." nếu bây giờ cô hối lỗi hãy để tôi gọi lê huy long và đến lúc đó tôi sẽ cầu xin lê huy long tha cho cô chu nhược mai nói chị suy nghĩ nhiều rồi nếu lê huy long biết chị và cậu chủ huy thành ngủ với nhau nhận ra là đã bị chị cắm sừng anh ta còn muốn chị nữa sao tôi nghĩ chị cũng không dám nói việc này cho anh ta chu lệ ngọc nói chu nhược mai cực kỳ tức giận nếu thật sự bị phan huy thanh làm chuyện đồi bại với mình cô đúng là không dám nói ra Lệ Uy Long thông qua điện thoại di động của Nguyễn Tú Cẩm, đã biết được tình hình ở nhà hàng Đại Thành, biết rằng Phan Thiên đã sai người đi lấy dao và định rạch nát mặt của Nguyễn Tú Cẩm, Chu Nhược Mai sẽ bị Phan Thiên xâm hại bất cứ lúc nào. Trong lòng anh tràn đầy giận dữ, nhưng đồng thời cũng cực kỳ lo lắng, cùng Hà Ngọc Lan tăng tốc. Mặc dù nhà hàng Milky Pavilion cách không xa nhà hàng Đại Thành, nhưng vào buổi tối có rất nhiều xe chạy trên đường, thường xuyên bị cản trở, Hà Ngọc Lan không ngừng vượt qua, Lúc này các quy tắc giao thông đối với cô ấy đã trở nên vô nghĩa. Với kỹ năng lái xe điêu luyện của Hà Ngọc Lan, chỉ mất chưa đầy 5 phút đã đến cổng nhà hàng Đại Thành. Sau đó, cô ấy phanh gấp và dừng xe. Lê Uy Long lập tức xuống xe, Hà Ngọc Lan cũng xuống xe và đi theo Lê Uy Long vào nhà hàng Đại Thành. Vào lúc này, trên tầng 2 của nhà hàng Đại Thành, đội trưởng an ninh mang theo một con dao gọt hoa quả đã đến trước mặt Phan Thiên. Chương 172 Lệ Uy Long tới. Lúc này, Lệ Uy Long và Hà Ngọc Lan đã bước vào tầng 1 của nhà hàng Đại Thành. Có nhiều khách ở tầng 1 đang vây quanh cầu thang, muốn lên xem chuyện gì đang ở tầng trên, nhưng lại bị những tên bảo an ở đấy ngăn cản. Lệ Uy Long nghe được âm mưu của Phan Thiên qua điện thoại di động, điều đó đã khiến anh cực kỳ tức giận. Khi đi lên cầu thang, Lệ Uy Long đã cúp điện thoại. Bởi vì anh sẽ phải giết người. Lê Uy Long tách đám đông ra và đi thẳng lên cầu thang lên tầng 2. Hà Ngọc Lan đi theo sát Lê Uy Long. Hai người đi lên đây làm gì? Mau đi xuống nhanh, không được lên trên, không có việc gì mà nhìn đâu. Một bảo an đứng ở giữa cầu thang nhìn thấy Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan, tưởng là bọn họ tò mò muốn đi lên xem, lập tức đuổi xuống. Tuy nhiên, Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan dường như không có nghe thấy, vẫn đằng đằng sát khí đi lên trên thấy tình hình có chút không ổn, các bảo vệ lập tức ngăn cản Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan lại. Bảo các người không được đi lên cơ mà, các người bị điếc à?" Một bảo vệ tức giận gầm lên. Hà Ngọc Lan bắt đầu trở nên tàn nhẫn, cô ấy không nói gì mà giơ nắm đấm lên, đánh vào đầu tên bảo vệ nhanh như chớp. Bốp, bốp. Mấy tên bảo vệ bỏ Hà Ngọc Lan đánh vào đầu, chưa kịp kêu lên đã ngất xỉu. Không cần Lê Uy Long ra tay, Hà Ngọc Lan đã giải quyết những bảo vệ này những người bên dưới nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như Hà Ngọc Lan lại ra tay nhanh và độc ác như vậy, sợ tới mức không dám nói gì. Khi Lê Uy Long đi lên tầng 2, anh thấy Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm bị bao vây bởi một nhóm bảo vệ, Chu Nhược Mai bị Chu Lệ Ngọc giữ chặt và Nguyễn Tú Cẩm buộc phải quỳ trước mặt Phan Thiên. Phan Thiên lúc này đang cầm một con dao gọt hoa quả, sẵn sàng rạch mặt Nguyễn Tú Cẩm. Dừng lại, Lê Uy Long thấy tình huống nguy cấp, lập tức hét lên. Tiếng hét giận dữ này như một tiếng sấm, tất cả mọi người đều giật mình, có chút sợ hãi. Ngay cả Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng run sợ. Phan Thiên càng hoảng sợ hơn, dao gọt hoa quả lập tức bị rơi xuống đất. Mọi người quay đầu nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, cùng một người phụ nữ rất đẹp đang tức giận đi tới. Phan Thiên, Trần An Huy và Chu Lệ Ngọc đã bị sốc khi thấy Lê Uy Long đã thực sự đến đây. Mà khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Lê Uy Long đến, bọn họ vui mừng khôn xiết và không thể tin vào mắt mình. Tuy nhiên, tiếng hét tức giận của Lê Uy Long vừa rồi là phong cách của anh, và bọn họ biết rằng Lê Uy Long đang ở đây. Lê Uy Long Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đồng thời kích động hét lên. Chu Nhược Mai vốn đang buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy Lê Uy Long đến đây, cô đột nhiên trở nên hăng hái nguyễn tú cẩm cũng tưởng rằng lần này cô ấy sẽ bị hủy hoại khuôn mặt nhưng không ngờ tới cuối cùng lê uy long đã tới lập tức kích động như gà trọi mặc dù họ cũng nhìn thấy lê uy long đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng nhưng vào thời điểm này bọn họ không quan tâm người phụ nữ ấy là ai có người tới cứu mình là đã rất tốt rồi lê uy long không trả lời chu nhược mai và nguyễn tú cẩm mà nhìn chằm chằm vào phan thiên và lạnh lùng bước tới hắn ta toàn bộ tầng hai im lặng vang lên tiếng bước chân của Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan. Chương 173 Hà Ngọc Lan mạnh mẽ. Khi Phan Thiên nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lê Uy Long, cơ thể hắn ta run lên cầm cập, ánh mắt này thật sự rất đáng sợ. "Mau, mau ngăn anh ta lại, đừng để tới đây." Phan Thiên run rẩy nói. "Vâng, các bảo vệ xuống lại, lao về phía Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan." Lê Uy Long không muốn đánh nhau với những bảo vệ này, vì vậy anh đã nhảy lên vượt qua đầu họ và rơi xuống bên cạnh Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai. Đối với anh, bây giờ bảo vệ cho Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm là điều quan trọng nhất, và những bảo vệ đó cứ để Hà Ngọc Lan giải quyết. Hà Ngọc Lan đã quá đủ để đối phó với những tên bảo vệ không biết trời cao đất rộng này rồi. Nhìn thấy Lê Uy Long nhảy đến đây, Chu Lệ Ngọc lập tức hoảng sợ, cô ta sợ tới mức buông Chu Nhược Mai ra, trốn ra phía sau. Phan Thiên và Trần An Huy cũng nhìn thấy Lê Uy Long nhảy cao đến đây, Lập tức sợ hãi bỏ chạy. Những bảo vệ này không ngờ Lê Uy Long sẽ nhảy qua đầu họ, bọn họ không thể dừng tốc độ lại và tiếp tục lao về phía trước để xử lý người phụ nữ đi cùng Lê Uy Long. Khi Hà Ngọc Lan thấy rất nhiều bảo vệ lao về phía mình, cô ấy không thèm ra tay với bọn họ để không làm bẩn tay mình. Cô ấy không ra tay, không có nghĩa là cô ấy sẽ không làm gì. Cô ấy không ra tay, nhưng lại ra chân, cô ấy đá bay chiếc bàn tròn bên cạnh. Chiếc bàn tròn bay lên trên không, phóng về phía các bảo vệ đang lao tới. Nhóm bảo vệ đột nhiên nhìn thấy một chiếc bàn tròn bay về phía họ giống như một chiếc bánh xe khổng lồ, tất cả lập tức hoảng sợ. A a a. Chiếc bàn tròn xoay mạnh bay qua nhóm bảo vệ, những bảo vệ bị bàn chạm vào đều bị bắn ra, lăn lộn dưới mặt đất. Bàn tròn xuyên qua đám bảo vệ và tiếp tục bay về phía trước, lao về hướng của Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy chiếc bàn tròn lao tới lê uy long vội vàng một tay ôm chu nhược mai và một tay ôm nguyễn tú cẩm nhảy lên không trung hà ngọc lan biết là lê uy long có thể xử lý bàn tròn này vì vậy cô ấy mới dám đá chiếc bàn tròn đi trước khi đá nó cô ấy biết rằng cuối cùng chiếc bàn tròn này sẽ bay về hướng lê uy long đang đứng và lê uy long thực sự có thể đá chiếc bàn tròn này thành nhiều mảnh nhưng anh thấy phan thiên chu lệ ngọc và trần an huy đang ở phía sau mình không xa vì vậy anh chỉ ôm Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú cầm nhảy lên tránh chiếc bàn tròn này, để bàn tròn tiếp tục lao vào Chu Lệ Ngọc, Phan Thiên và Trần An Huy. Khi Lê Uy Long ôm Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú cầm nhảy lên không chung, chiếc bàn tròn bay qua chân họ. Khi Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy nhìn thấy chiếc bàn tròn này như một bánh xe lao đến chỗ mình, bọn họ lập tức hoảng sợ và không biết phải tránh như nào. A a a. Phan Thiên Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy bị bàn tròn va vào đồng thời kêu lên thảm thiết và ngã xuống đất. Khi chiếc bàn tròn rơi xuống mặt đất, nó vẫn đang quay. Chỉ với một chiêu, Hà Ngọc Lan đã đập tan toàn kẻ địch tại nhà hàng Đại Thành, khiến bọn chúng kêu la thảm thiết. Lúc này, Lệ Uy Long đã ôm Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú cầm xuống mặt đất. "Lệ Uy Long, sao anh lại tới đây?" Nguyễn Tú cầm sau khi hoàn hồn lại, rồi hỏi. "Không phải là cô gọi điện thoại cho tôi tới sao?" Lê Uy Long không hiểu. Tôi tưởng là anh không nghe thấy tôi nói." Nguyễn Tú Cẩm nói. "Cô không cúp máy, tôi đã nghe toàn bộ chuyện xảy ra ở đây." Lê Uy Long nói. "Lê Uy Long, lần sau anh đừng hét to như vậy nữa, chẳng lẽ anh không sợ dọa chết em sao?" Chu Nhược Mai đang có tác dụng của thuốc, bắt đầu trở nên mơ hồ, quên mất đang có rất nhiều người ở đây mà làm nũng với Lê Uy Long. Chương 174 tắm máu nhà hàng Đại Thành. Được rồi, lần sau anh sẽ cố gắng hét nhỏ lê uy long nói anh cũng cảm thấy lần nào cũng hét to như thế này đúng là không tốt tiếng hét của anh quá mạnh lần trước khi ở thung lũng ngạc na anh đã hét lên một tiếng đã dọa chết vài người nếu chu nhược mai cũng bị dọa chết thì coi như xong lúc này chu nhược mai và nguyễn tú cầm nhìn thấy rất nhiều bảo vệ đang nằm trên mặt đất gào khóc thảm thiết ngay cả phan thiên chu lệ ngọc và trần an huy cũng nằm trên mặt đất nhìn thấy cảnh này bọn họ lập tức kinh ngạc các cô không nhìn thấy điều gì đã xảy ra vào lúc đó họ chỉ thấy lê uy long nhảy qua đầu các bảo vệ và sau đó lại thấy một chiếc bàn tròn bay đến rồi lê uy long ôm họ và nhảy lên khi rơi xuống đất thì họ nhìn thấy một đống người đang nằm trên mặt đất rồi vào lúc này hà ngọc lan mang theo một chút sát khí bước tới chu nhược mai và nguyễn tú cầm nhìn thấy hà ngọc lan hung dữ đi tới họ nhớ ra cô ấy là người vừa nãy đá chiếc bàn tròn Họ không biết mối quan hệ giữa Hà Ngọc Lan và Lê Uy Long là gì, và tại sao cô ấy lại đi theo Lê Uy Long để cứu bọn mình. Chu Nhược Mai thậm chí còn nghi ngờ rằng Lê Uy Long có chút quan hệ với người đẹp này. Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy không ngờ rằng người phụ nữ xinh đẹp này lại có sức mạnh như vậy, chỉ cần đá một chiếc bàn đã có thể đánh bại một đám bảo vệ, thậm chí ngay cả bản thân cũng bị chiếc bàn tròn đó đập vào. Các bảo vệ cũng không ngờ là người phụ nữ xinh đẹp này lại mạnh mẽ như thế nhớ lại vừa rồi bọn họ bị bàn tròn va vào trong lòng lập tức sợ hãi anh vĩnh thiên xử lý những người này như thế nào hà ngọc lan hỏi lê uy long xin ý kiến không phải vừa rồi có người muốn tôi tắm máu ở đây sao vậy cô trình diễn cho bọn họ xem đi lê uy long nói anh là một người như vậy nếu có thể không cần tự mình làm đương nhiên không muốn làm nếu mà phải tự mình đối phó với đám bảo vệ này thì anh mang hà ngọc lan đến đây làm gì cơ chứ khi mọi người nghe thấy Lê Uy Long bảo phải tắm máu nhà hàng Đại Thành, tất cả đều hoảng sợ. Trước đó Phan Thiên vẫn muốn gây sự với Lê Uy Long, để cho anh đến tắm máu nhà hàng Đại Thành, không nghĩ tới là Lê Uy Long thật sự muốn tắm máu nhà hàng Đại Thành. Chỉ là, bọn họ không rõ, lúc đấy Lê Uy Long không có ở đây, làm sao biết Phan Thiên muốn anh tắm máu nhà hàng Đại Thành chứ? Được rồi, vậy hôm nay tôi sẽ trình diễn tiết mục tắm máu nhà hàng Đại Thành cho bọn chúng xem hà ngọc lan nhận lệnh của lê uy long và chuẩn bị giết người chờ chút tôi bảo cô tắm máu nhà hàng đại thành này nhưng không thể giết người cô có thể để ý lê uy long cảm thấy những bảo vệ này chỉ có tác dụng hù dọa người khác nhưng không đáng tội phải chết cho nên anh không muốn hà ngọc vĩnh giết chết bọn họ anh chỉ hận phan thiên chu lệ ngọc và trần an huy đó là bởi vì bọn chúng đã thông đồng với nhau cùng làm việc xấu muốn hãm hại chu nhược mai bọn chúng mới là thủ phạm và những tên thủ phạm này mới cần phải trừng trị. Được rồi, tôi đã hiểu." Hà Ngọc Lan nói. Bàn tròn mà Hà Ngọc Lan đá ra vừa rồi chỉ đánh ngã một số bảo vệ, còn lại hầu hết các bảo vệ đều không bị bàn tròn đụng vào. Bây giờ những bảo vệ không bị bàn tròn đụng vào, nhìn thấy Hà Ngọc Lan như ma quỷ đang lạnh lùng đi tới, cả đám lập tức hoảng sợ, chảy mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Phan Thiên, nhìn thấy Hà Ngọc Lan mạnh mẽ như vậy, kinh hãi hét lên, "Mau giết cô ta đi!" khi các bảo vệ nghe thấy mệnh lệnh của phan thiên tất cả đều chạy về phía hà ngọc lan như những con thiêu thân bây giờ một là đối phương chết thì mình sống bọn họ không thể ngồi chờ chết được lao lên chiến đấu với hà ngọc lan mặc dù bọn họ thấy hà ngọc lan mạnh mẽ đá bay chiếc bàn tròn nhưng họ vẫn không tin rằng người đẹp hà ngọc lan này có thể đánh bại hàng chục người bọn họ hà ngọc lan không nói nhảm lập tức lao tới đám bảo vệ đám bảo vệ đã vây quanh hà ngọc lan vào giữa một số bảo vệ cầm dùi cui điện, trong khi đó Hà Ngọc Lan chỉ có tay không. Chương 175 cảnh tượng khủng khiếp. Hà Ngọc Lan sử dụng cả tay lẫn chân, liên tục đánh về phía đám bảo vệ. Trong chốc lát, trên tầng 2 không ngừng vang lên các tiếng kêu la thảm thiết, những bảo vệ này liên tiếp bị bay ngược ra, không gãy tay thì gãy chân, người thì nôn ra máu, thậm chí có người còn trực tiếp ngã từ tầng 2 xuống tầng 1. Tắm máu nhà hàng Đại Thành không chỉ để cho vui, tất nhiên phải nhìn thấy máu. Tuy không lấy mạng bọn họ, nhưng mà thương tật thì không thể tránh khỏi. Khách ở tầng 1 la hét khi thấy một bảo vệ từ tầng 2 rơi xuống. Một số vị khách nhát gan bắt đầu chạy đi, bởi vì những bảo vệ bị ngã đều phun ra máu, thật sự rất kinh khủng, bọn họ không muốn xem cảnh tượng náo nhiệt này. Vẫn là câu nói đó, quá trình chiến đấu không quan trọng, mà quan trọng là kết quả. Kết quả là sau một phủ, hàng chục bảo vệ đã bị Hà Ngọc Lan đánh cho ngã xuống đất, không ngượng dậy được những bảo vệ này đều bị gãy tay gãy chân, một số còn phun ra máu. Cảnh tượng thật khủng khiếp, tất cả bọn họ đều kêu lên thảm thiết. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú cầm nhìn thấy cảnh này thì lập tức sửng sốt, họ chưa bao giờ tưởng tượng người phụ nữ xinh đẹp mà Lê Uy Long mang đến lại mạnh mẽ như vậy. Dược lực của Chu Nhược Mai đã phát ra rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, cô sợ hãi đổ mồ hôi hột, lại trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như Hà Ngọc Lan chỉ chưa đầy một phút đã đánh bại toàn bộ bảo vệ xuống mặt đất, khuôn mặt bọn họ đã lập tức trắng bệch và cơ thể đang run rẩy. Bọn họ là những cậu chủ và cô chủ được sống trong nhung lụa từ bé, chưa từng gặp qua cảnh tượng kinh khủng như vậy. Lúc này, trong số tất cả các bảo vệ, chỉ có đội trưởng của đội bảo vệ là vẫn chưa chiến đấu với Hà Ngọc Lan, vì vậy anh ta là người duy nhất đang đứng. Sau khi Hà Ngọc Lan đánh gục các nhân viên bảo vệ, anh ta lại đi đến chỗ Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy. Phan Thiên khi thấy Hà Ngọc Lan lạnh lùng đi tới, hắn ta sợ hãi, run rẩy nói với đội trưởng bảo vệ anh, đi giết cô ta đi, đừng để cô ta tới đây. Đội trưởng an ninh này trước đây đã lan lộn ngoài đường, cũng từng ngồi tù, được coi là một kẻ tàn nhẫn, nhưng nhìn thấy sức mạnh của Hà Ngọc Lan như vậy, gã cũng rất sợ hãi. Tuy nhiên, gã ta không dám không nghe lệnh của Phan Thiên, cắn răng tiến lên a à, đội trưởng đội bảo vệ gầm lên và dơ nắm đấm lao về phía hà ngọc lan hai mắt hà ngọc lan lóe lên tia lạnh lùng trực tiếp lao tới đá vào bụng đội trưởng bảo an để không giết người cô ấy chỉ sử dụng ba phần sức lực trong cú đá này a à, đội trưởng đội bảo vệ bị hà ngọc lan đá vào bụng bay ngược về phía sau dầm lưng của đội trưởng an ninh đập vào tường mới ngừng bay phụt sau khi đội trưởng an ninh đập vào tường Phun một ngụm máu trong miệng ra, rồi từ vách tường rơi xuống, ngồi sụp xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy cảnh này, Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tất cả các bảo vệ tại hiện trường đều biết rằng đội trưởng đội bảo vệ đã từng vào tù, một người đàn ông tuyệt vời như vậy mà bị một người phụ nữ đá bay vào tường, phun một ngụm máu, không đứng dậy nổi. Người phụ nữ xinh đẹp này là quái vật gì vậy? Phan Thiên Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy nhìn xuống đất đều là những bảo vệ gãy tay gãy chân, miệng phun ra máu, cũng luôn nhớ về Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã nói, nếu mà Lệ Uy Long đến đây, nhất định sẽ tắm máu nhà hàng Đại Thành. Lệ Uy Long này thực sự sẽ tắm máu nhà hàng Đại Thành sao? Trong lòng bọn họ rất khó hiểu, tại sao người phụ nữ mạnh mẽ và xinh đẹp này lại nghe lời của Lệ Uy Long chứ? Mối quan hệ giữa cô ấy và Lệ Uy Long là gì? audio điện tử võ tấn bền hết chương 175